Thì cái phẩm kinh này Đức Phật chỉ cho mình biết cái gì gọi là ác. Nhưng mà trong cái nghĩa căn bản nhất, ác là gì? Cái gì mình nói, mình làm mà tổn hại đến người khác là ác. Có nhiều khi không phải giết họ mới ác đâu. Mình nói một câu mà người ta khổ suốt đời, cái đó còn ác dữ nữa. Cho nên ở trong cái quyển gọi là Thiền Lâm Bảo Huấn, có một vị tổ nói vậy đó: cầm dao giết người chưa gọi là ác, nói một lời mà người khổ đau nhiều năm, cái đó ác. Thì hôm rồi Nhân đọc lại kinh Đại Bát Niết Bàn, thì trong khi mà đọc cái phẩm kinh đó thì Pháp Hòa đọc được một đoạn kinh, trong đó Đức Phật dạy cũng liên hệ đến cái ác mà hôm trước, tuần trước Pháp Hòa có nói một đoạn. Bữa nay Pháp Hòa đọc đoạn này cho đại chúng nghe: tạo nhiều điều ác chẳng bằng một điều lành. Chỉ cần mình làm một điều lành thôi còn hơn mình làm nhiều điều ác. Tạo nhiều điều ác chẳng bằng một điều lành. Phật nói tu một tâm lành phá trăm điều ác. Một tâm lành mà mình khởi thì tất cả cái ác nó mất. Đúng như vậy. Ví dụ như ngày xưa là mình tham, mình sân, mình si, mình đủ thứ hết. Mà bữa nay mình ngộ đạo, mình tu, chỉ cần một tâm lành mình khởi thôi thì mấy cái kia tuy nó không hết, nhưng ít ra nó làm sao? Nó giảm và nó không có tăng trưởng. Ngày hôm qua quý vị nhớ chữ tổng trì không? Đà ra ni đó. Chữ đà ra ni là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tổng trì. Mà tổng trì là gì? Là người có đủ khả năng giữ cái ác không để nó phát sinh, và giữ cái thiện không để nó tổn giảm. Cho nên như chút kim can có thể phá hoại núi Tu Di, cũng như chút lửa có thể đốt cháy tất cả, như chút thuốc độc có thể hại chúng sanh. Phải không? Một cái diêm quẹt mà lên thôi là cháy cả rừng. Một chút thuốc độc thôi có thể chết người, mà không phải chết ít mà chết nhiều nữa. Giống như một con virus COVID vừa rồi thôi. Nhỏ xíu vậy thôi nó lan truyền cả thế giới. Dễ sợ không? Cho nên một cái tâm niệm xấu, một cái tâm niệm ác đó, nó hại rất nhiều. Tại vì mình khởi cái tâm niệm đó là mình sẽ hại một người. Mà hại được một người thành công thì mình giữ cái tâm niệm đó hai người. Mà chúng sanh đó, người có nhiều người người ta đâu có tỉnh. Có nhiều khi người ta bị hại cái người ta hận đời, người ta hại người khác. Ta nói tại vì tôi tốt với mọi người, không ai tốt với tôi. Bây giờ tôi không thèm tốt với ai nữa hết. Cho nên cứ cái ác như thế mà nó sanh. Thì đây là cái phẩm. Phẩm ác này tổng cộng có 13 bài kệ. Đây là bài kệ thứ 116 trong phẩm ác. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Đó là cái câu kệ. Còn cái câu trường hàng là: hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tọ tâm tội ác. Hãy biến nhát việc lành giờ phút nào, thì tâm ưa chuyện ác giờ phút ấy. Có một lần Pháp Hòa mùa thu, Pháp Hòa đi thiền hành ở trên Tây Thiên, thì sắp sửa tới mùa khóa tu, Pháp Hòa mới nảy một cái câu: thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh. Giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Tại vì cái giây nào mình thức tỉnh thì mình tu mãi, mà hãy mình tu giây nào thì cái ác nó mất. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè: quý vị nào mà chưa ăn chay trọn một ngày được đó, đừng có lấy cái cớ đó rồi không ăn. Thí dụ bây giờ quý vị ăn một bữa nửa ngày chay ăn nổi không? Được. Thậm chí bây giờ nó là tôi không ăn nửa ngày được, tôi ăn một buổi sáng thôi. Buổi sáng đó thường thường là bacon với lại món này món kia. Thì bây giờ buổi sáng này sẽ trở thành ra cereal, oatmeal, bagel đồ. Thì buổi sáng đó là chay. Nói chung là bữa ăn nào không có sinh, không có những cái sinh mạng của chúng sanh khác, bữa ăn đó đều được gọi là chay hết. Mình chưa chọn ngày chay thì mình một buổi chay. Cũng như vậy, mình chưa xuất gia được thì mình tu tại gia. Mình chưa làm Phật full time thì mình làm Phật part time. Người ta nghèo thì người ta đi làm 2-3 job. Phải không? Và thậm chí bây giờ là mình tu tập á, mà các ngài thường hay đưa ví dụ giống như tu mót vậy thôi.
Pháp Hòa nghe mấy vị mà người ta làm vàng, người ta nói, ta kể tuần rồi cũng được nghe. Đến nỗi mà một cái tiệm mà làm vàng mà cái khăn lao bàn người ta cũng không bỏ. Người ta đem người ta giặt, người ta ngâm nước, người ta mòn bòn lại hết những cái mạ vàng lúc mà bào đó ra, mài đó, nó văng khắp hết. Nghĩa là miếng đất đó bất cứ chỗ nào người ta cũng đều giữ lại hết. Rồi lâu ngày người ta gom lại thành vàng. Thì người ta có vàng người ta gom, mình không có vàng mình gom lúa thóc. Người ta cũng tu bòn tu mót đó chứ. Người nào có tiền thì người ta đeo cả chiếc nhẫn, mình không có mình làm cho người ta, nhưng mà nó bay mấy cái đó rồi cứ đi lượm riết, lâu ngày có vàng. Và nghe nói là những miếng đất nào mà nó ở đó mà tiệm vàng lâu năm là miếng đất đó có giá lắm. Tại vì đào đất đó lên mà ngâm nước thời gian là ra vàng dữ lắm. Mới biết chuyện đó. Thì Pháp Hòa nghe xong rồi nói, ồ cái này giống mình tu mót. Thì bây giờ mình chưa tu nổi trọn ngày, trọn tháng, trọn năm, thì mình tu theo thời thôi. Cho nên á, trong một cái khóa tu ha, một ngày từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm, hiếm có người nào đi hết khóa lắm. Hết ngày là hiếm lắm, có chứ không phải không. Thế nào cũng cúp cua một buổi à. Có người thì cúp cua buổi sáng, có người cúp cua buổi trưa. Bữa nào mà tu được trọn ngày là ngày đó hạnh phúc. Rồi nói sao rồi không ra, nói tôi đau lưng quá, thôi để tôi nghỉ ngơi, chiều nữa tôi mót lại. Tôi vòn tôi mót. Người ta có lúa, người ta đập lúa, ta đập rồi ta giục mấy cái bó lúa to ra. Những người nghèo đó ta lượm mấy cái đó lại, ta lặt, ta lượm. Nhiều khi người ta chịu khó vậy suốt ngày, tới chiều người ta có được lon gạo. Người giàu thì người ta ăn gạo thoải mái, còn người nghèo không có thì mót mấy cái đó. Tu hành cũng vậy, đừng có đợi đến khi nào mình trọn vẹn mình mới làm, không có đâu. Ở trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện này. Kinh Bách Vụ kể là có cái ông đó, ông nuôi bò. Thì ông chuẩn bị lấy sữa bò để đãi khách. Thì ông mới nói là còn tới 2 tuần lễ nữa mới tới ngày đãi khách. Bây giờ mình lấy sữa bò sớm quá để đâu. Thôi cứ để cất ở trong cái bụng con bò đi. Rồi tới 2 tuần sau đó mình lấy sữa bò cho nó nhiều. 2 tuần sau ra dắt không còn giọt nào hết. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật nói cũng như thế. Nhiều khi chúng ta muốn bố thí, muốn làm lành mà chúng ta đợi. Thí dụ như muốn giúp người ta, nói thôi để khi nào tôi trúng số mới giúp. Nếu cả đời không mua vé số lấy gì trúng. Mà ngàn người mua mấy ai được trúng, phải không? Cái quan trọng á, hay là mình nói để khi nào tôi giàu tôi bố thí, để khi nào tôi có nhiều đi tôi bố thí. Người ta đâu có, người ta mà đợi mình giàu là ta ruột xương rồi. Mà bây giờ người ta chỉ cần mình cho người ta một chén cơm thôi, mình có khả năng cho không? Có khả năng thì cứ cho chén cơm đó. Người ta chỉ cần mình cho người ta một ly nước thôi, mình có thể làm được không? Mình làm được cứ làm. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Tại vì một cái tâm lành mình khởi lên thì cái tâm ác nó mất. Ví dụ như mình gặp một cái người đó, người ta đói, người ta xin chén cơm, mà mình khởi cái tâm để tôi vô tôi bới cơm cho anh ăn, thì cái tâm mà chửi bới, cái tâm mà ích kỷ, cái tâm keo kiết nó mất rồi. Bây giờ nó khởi được cái tâm là biết cho, thì ngay cái giây phút mình cho một chén cơm đó là cái tâm xấu, cái tâm ích kỷ, cái tâm mà gọi là tiếc rẻ nó mất đi, mà cái tâm cho nó còn. Rồi cái người mà người ta không muốn cho, ta nói gì? Cho hết lấy gì ăn. Còn cái người mà lúc nào cũng muốn cho, nói ăn hết lấy gì cho. Cũng một cái câu nói đó mà nó đảo thôi. Người không muốn cho thì nói cho anh hết lấy gì tôi ăn. Còn người muốn cho thì nói ăn hết lấy gì cho. Cho nên ăn chừa. Rồi bây giờ mình nói tới vấn đề niệm Phật nè. Quý vị có 10 phút tu, quý vị tu niệm Phật. Bây giờ thậm chí bận rộn quá, xuống vô nhà cái là không có thời giờ niệm Phật trong xe. Niệm Phật trong khi mình làm việc. Tại vì trong khi mình niệm Phật là mình không niệm cái khác. Còn nếu mình không niệm Phật là mình niệm khác. Tại cái đầu mình không bao giờ nó không có niệm hết đó. Lúc nào cũng phải niệm hết đó. Cho nên hồi sáng này mình đọc á, niệm Phật nè. Niệm Phật niệm sao? Đức Thế Tôn là như thế, bậc giác ngộ toàn vẹn vân vân. Rồi giáo pháp của Thế Tôn, rồi tăng đoàn của Thế Tôn, rồi giới luật của Thế Tôn. Bốn niệm rồi, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới.
Còn 6 niệm nữa đó, đó là niệm thí, niệm thiên, niệm hưu tức, niệm vô thường, niệm chết, thập niệm. Vì mình đâu có phải chỉ có một cái niệm Phật. Mình nhớ một lời kinh mà hãy lúc nào mình nhớ kinh không nhớ khác. Cho nên cái việc mà mình trả giá tu hành nó đợi, vô thường nó đâu có đợi ai. Thí dụ bây giờ một ngày nào mà tử thần nó tới, nó đã đợi tôi lên chùa tôi thắp cây nhang nữa không? Không, tới giờ rồi. Diêm Vương đã định canh năm chết, canh ba chết, chẳng để cho người tới năm canh. Người đó ba canh, canh ba mất rồi thì không ai lưu luyến gì được. Cho nên hãy mình thức tỉnh giây phút nào mình tu giây phút đó. Mà quý vị tu trong bận rộn, tu trong mọi hoàn cảnh. Quý vị nào có đọc cái quyển gọi là 48 pháp niệm Phật, trong đó cái câu của bà, cái quyển là đã 48 pháp niệm Phật, pháp môn dễ tu dễ chứng, hợp thời cơ. Mà người ta thậm chí người ta hướng dẫn mình đó, đi trong nhà vệ sinh niệm Phật cũng được. Nhưng mà mình biết cách niệm, không lẽ vô trong đó Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm trong tâm thôi. Mình cũng niệm Phật nhưng mà mình biết cách niệm, còn không bao giờ dừng cái tu. Mà quan trọng là biết cách tu, phải nhớ cái đó. Không bao giờ dừng cái tu mà phải biết cách tu. Không biết cách tu ta nói mình tưởng tưởng tự nhiên vô trống ngồi Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tình nó làm gì tôi niệm Phật. Ta nói trời, bả tu càng ngày bả càng ổng tu ổng càng ngày, nên phải biết cách. Mình vẫn đi hộ niệm cho người mất trong bệnh viện, nhưng mình nhớ đây là bệnh viện chứ không phải là chánh điện đạo tràng. Sách vô mỏ vô trống làm gì? Tụng cho cái người mà ngáp ngáp sắp chết, họ chưa chết mà cái bà bên cạnh bà tức của bà chết rồi. Tôi đang ngủ mà nó cứ gõ bốc cốc men men, tôi không biết cái đó là cái gì. Không bao giờ dừng cái tu mà phải biết cách tu. Không bao giờ dừng sự hành thiện mà phải biết cách hành thiện. Nếu mình không biết cách thì cái cách hành thiện của mình sẽ làm cho người khác khó chịu. Cái cách tu của mình làm cho người khác khó chịu. Mà người khác khó chịu đó là cái tu mình nó cũng chưa trọn đó. Mình ăn chay sao mà người khác bực bội với chuyện ăn chay của mình, đó là mình biết là cái cách ăn chay của mình là mình ăn chay mà người kia bị cháy. Mình ăn như thế nào để người ta rất là nhẹ nhàng với cách ăn của mình là do mình. Thành thử ra nhiều khi mình trách người á, mình phải nhìn lại mình cái cách mình sống như thế nào, cách mình tu như thế nào mà người ta phản đối mình. Trừ khi nào mình quán lại mình thấy mình cũng khéo léo lắm rồi đó chứ. Mà sao giờ mình vẫn bị chống bán thì mình biết đây thật sự là chướng duyên. Nhưng mà có những cái chướng duyên không phải từ bên ngoài mà từ nơi mình. Rồi lúc đó mình nói trời ơi, tôi tu mà tôi bị khảo quá. Tại mình khảo người ta trước. Ta đi làm 11 giờ sáng ta mới về tới nhà, ta mới nằm được có 2 tiếng mình bon. Mình tụng lăng nghiêm, mình tụng đủ thứ hết. Mình khảo lỗ tai người ta thì người ta phải khảo mình thôi. Cái này cũng phải, cho nên tất cả phải có sự quán chiếu. Tu là phải có cái nhìn lại. Trước hết tu diện biết, mà mình thiếu cái sự nhìn lại bản thân mình là cái tu đó nó chưa đúng. Anh nói trời nói đất, nói hay nói dở gì biết, nhưng mà thiếu sự nhìn lại mình, thiếu sự quán chiếu. Tại sao mình bị người ta ghét? Tại sao người ta chống mình tu? Tại sao người ta thế này? Cho nên Pháp Hòa hay kể cho đại chúng nghe, ai cũng hiểu là bà Thanh Đề đem chén cơm, chén gạo vô, rồi bị các thầy coi thường á. Bà đem con chén gạo và mấy thầy lo tiếp mấy bà đại gia, cho nên rồi bà tức quá, bà đổ cái chén gạo, bà chà đạp cái chén gạo đó, bà phỉ báng, cho nên giờ bà đọa địa ngục. Thì cái đó cũng được, mình hiểu vậy cũng được. Nhưng mà rồi mình cũng quên hỏi lại coi tại sao bà vậy. Cũng tại mấy ông. Chứ bà hồi đầu bà thành tâm lắm mà. Bà thành tâm, bà đem một chén gạo vô, bà cúng bằng tất cả tâm thành của mình mà. Nhưng mà tại rồi mình cứ nhìn cái vẻ bên ngoài của mỗi người rồi mình tiếp, cho nên mới làm cho cái bà này bà nổi sân lên. Cho nên là nói bà Thanh Đề chứ đâu cũng phải nhìn lại tại sao bà Thanh Đề bả như vậy. Đây là một cái tư duy, cái quán chiếu. Nhiều khi mình nói một chiều mà mình quên cái khác.
Tự khi khổng ta lại, ta nhào ta đã đập mình. Mình cũng trời thần đất lỡ. Mình cũng nói gì đó để cho người ta nổi cơn lên. Mà thậm chí có nhiều người cũng chướng lắm, biết người ta giận cứ chèn nhàn trước mặt như này. Nói theo người Việt á, chọc nư á. Chọc cái nư của người đó. Mà cuối cùng ai lỗ? Mình là người lỗ, tại mình bị đắp. Thật ra Phó Hòa xin thưa đại chúng là cái thiện cái ác, đôi khi á, cái thiện mình làm nhưng mình không khéo thì mình lại trong cái thành thiện đó mình lại làm cho người khác sanh cái pháp ác. Thí dụ mà bây giờ mình thương cái người đó quá, mình biết cái người đó chuyên về chuyên đánh bài hay là cái gì đó, xài tiền không đúng, mà mình cứ đưa tiền cho người đó. Có đôi khi cái này cũng phải nhìn lại. Cái này Phật gọi là trong kinh này, cho nhiều mà phước ít. Tại không có tư duy. Nếu mà có cái phước đi nữa là phước của cái người kia, họ thương mình, tại vì mình lúc nào cũng đưa tiền cho họ. Nhưng mà có nhiều người cho ít mà phước nhiều. Quý vị cúng vô cho những cái cơ sở từ thiện 10 đồng tháng thôi, 10 đồng thôi, nhưng mà mình người ta duy trì cả một cơ sở từ thiện. Cho nên mình làm việc thiện, những cái nơi mà người ta phát huy cái thiện, cái lành, mình yểm trợ những công trình đó, mặc dù cái của mình rất nhỏ. Mình nói thôi ôi, tôi chỉ là giọt mua hoặc muối thôi, tôi là một giọt nước. Nhưng mà không có một giọt nước thì không có một chén nước, một lu nước và một sông. Một sen đâu có nghĩa lý gì, nhưng mà thiếu một sen thì cái 99 sen kia không được gọi là một đồng. Mặc dù một sen nó nằm bên ngoài này thì nó là lẻ loi, nó là gì hết đó. Nhưng mà bây giờ 99 sen này rất cần một sen này cộng vào đó để bên này được thành một đồng. Và đại chúng cứ như thế mà tu tập. Mỗi ngày bất cứ giây phút nào suy nghĩ làm lành được cho ai, cứ làm. Trưa nay là Pháp Hòa cũng bận lắm đây. Lát nữa có cái đám cưới nè. Rồi lát nữa có cái đám tang online nữa nè. Cho em làm overtime mà. Vậy mà còn không đủ sống nữa nè. Rồi mình nói theo thế gian ta nói vậy đó. Nhưng mà mình gọi là mình ý là mình bất cứ giây phút nào mình cho được người khác, không từ chối. Mà cái đó đôi khi mình không có tâm lực mình làm được. Mà không có muốn được cái tâm lực đó, phải có tâm nguyện. Tâm nguyện là gì? Tờ là cái tâm, cái ước nguyện từ trong lòng mình. Mình không cần phải nói với ai. Nhưng mà hễ mà tâm nguyện mà có thì tâm lực nó có. Tâm lực mà có thì sức lực nó đi theo. Cho nên cái đó gọi là tinh tấn. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm điều lành, ý ưa thích việc ác. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm. Chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Đây là câu thứ 117. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm. Chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Cũng giống như bây giờ mình đã ăn phải một cái món độc trung thực thì không dám ăn nữa. Thậm chí không phải là món đó, thí dụ bây giờ mình đang ăn trung thực, làm gì mà dám ăn nước cốt dừa, làm gì mà dám ăn những cái món sống, tại vì mình biết trong người mình đang không khỏe thì không tiếp thêm nữa. Mà phải làm sao mình tẩy cái đó ra để mình có thể ăn được. Thì Đức Phật dạy câu này, câu thứ 118: nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc. Hai cái câu này nó đi với nhau. Một bên thì chứa ác là tất chịu khổ, còn bên này thì gì? Chứa thiện được an lạc. Bây giờ trong lòng mình mà chứa tất cả điều lành thì dĩ nhiên lời nói của mình sẽ lành. Đơn giản là quý vị thuộc thơ, đụng chuyện gì quý vị cũng nói thơ. Quý vị thuộc kinh thì chuyện gì quý vị cũng đem kinh ra, mà không cần phải nói với ai, mà mình nói với chính mình.
Tại vì mình chữa trị được cái tâm bất thiện của mình thì cái cách hành xử của mình, cái cách sống của mình nó khác. Cho nên cái phẩm này Đức Phật, thưa đại chúng, là Đức Phật không có nói kinh gì gọi là kinh Pháp Cú hết. Nhưng mà bởi vì trong suốt 45 năm của Ngài, đi đến đâu đụng chuyện, đụng việc thì Ngài nói lên một câu kệ, một câu kinh, một câu kệ để nhắc nhở người ta. Rồi sau này các Ngài mới sưu tập lại những cái câu đó và chia nó ra thành từng cái mục và đặt cho nó một cái tên là Kinh Pháp Cú. Cú là câu, Pháp là Phật Pháp, là giáo lý. Những câu này được Đức Phật giảng dạy, đầy chứa đầy những cái giáo pháp ở trong đó và gom lại thành một quyển sách, chúng ta gọi là Kinh Pháp Cú. Và nếu mà đi tra trong kinh điển, trong kinh tạng, nhiều loại kinh Pháp Cú lắm, nhiều lắm. Hồi xưa mình không biết, mình tưởng có một cuốn này thôi, mà tới hồi bây giờ mà được tra trong kinh tạng thì thấy trời, kinh Pháp Cú rất nhiều thể loại khác nhau. Có những loại kinh Pháp Cú gọi là Pháp Cú thí dụ, đưa một câu chuyện xong, đưa một câu thí dụ xong liền có một bài kệ, có một câu chuyện thí dụ xong liền có bài kệ, rất hay. Thành thử ra Phật Pháp như biển cá, bơi hoài càng bơi càng thích, càng tắm mình trong đó càng thích. Thì mình mới thấy rằng nếu mà cái đầu của mình mỗi ngày á, nó không suy nghĩ gì hết ngoài những cái việc làm thiện, sống lành của mình á, ngày đó tối mình ngủ ngon. Cho nên trong kinh cũng vậy á, khi nào á, mà mình biết cái tối mình ngủ bất an, thí dụ như mình ngủ khó, mình trằn trọc, mình khó ngủ, và trong giấc ngủ của mình thường hay thấy chiêm bao những cái điều xấu, thấy người ta rượt mình, thấy những cái điều mà bất tường, rồi mình hay hét, mình hay bị mớ, rồi ngủ dậy thì mệt mỏi. Trong kinh có đưa ra 11 cái điều mà nếu như ai phát triển được cái tâm từ á, thì những cái đó nó dần mất. Cho nên ví dụ như vị nào mà thường ngủ bị nằm chiêm bao, thấy tầm bậy tầm bạ rồi hay mớ rồi đó, không có sao. Quý vị cố gắng ngồi tịnh tâm nhiều một chút, mỗi tối dậy, mỗi sáng dành cho mình 10 phút rồi mình niệm Phật, rồi tối đi ngủ mình có thể lại 50 lại, giống như ngủ bách danh hay là vạn Phật vậy đó. Mình không có khả năng lại nhiều, lại 50 thôi. Hay là quý vị lại trong Hồng Danh Bảo Sám, 35 vị Phật sau cùng. Ở đây ai cũng biết cái quyển sám hối Hồng Danh phải không? Thì cái Hồng Danh Bảo Sám ở trong đó là tổng cộng là 89 vị Phật. Thì từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống cho tới Pháp Giới Tàng Thân, 35 vị. Mà trong kinh nói 35 vị Phật đó giúp cho mình tiêu trừ vô lượng tội lỗi của nhiều kiếp. Nếu không có thời gian, mỗi tối cứ lại 35 lại đó. Lại xong rồi ngồi tịnh tâm chút xíu, quý vị cứ làm điều đặn như vậy đi, biến nó thành một món ăn mỗi ngày của mình, cho tâm linh, cho tinh thần của mình. Quý vị cứ nhớ là mỗi ngày mình ăn 3 cử. Người nào mà diet thì cũng 1 cử. Nhưng mà nếu như đó là thực phẩm cho thân, mà nếu như một ngày mà mình không có một chút gì gọi là có thực phẩm cho tâm, đây là một sự thiếu thốn. Và tâm thức của mình nó đói khát vô cùng, không được. Thỉnh thoảng á, nói thỉnh thoảng thì cũng không đúng. Thỉnh thoảng Pháp Hòa bước ra, thấy một thầy đi học trễ về, không có tham dự được thời kinh. Nhưng mà tối lại á, thầy vẫn cầm cái gối, thầy lên chánh điện, thầy ngồi thiền. Mỗi khi Pháp Hòa thấy cái hình ảnh đó, Pháp Hòa vui dữ lắm. Pháp Hòa vui mà đệ tử không cần cho thầy gì hết. Thầy chỉ cần thấy đệ tử tinh tấn tu, mà siêng tu, đó là một món quà lớn cho thầy. Cho nên nhiều khi tối Pháp Hòa làm việc đi tới lui, thấy thầy đang ngồi thiền trên chánh điện, trong lòng hết sức vui. Thấy một đệ tử nào mà tranh thủ thời gian của mình có được, lên lại sám hối, mở kinh ra đọc, mở sách ra đọc. Cho nên mấy thầy cứ lên phòng Pháp Hòa lấy sách này sách kia, tiếng Anh tiếng Việt, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì mình biết giây phút nào mình cầm được quyển kinh, quyển sách lên đó, dù cho một câu, một chữ, chữ nghĩa kinh điển nó cũng ở trong tâm mình.
Và giây phút đó mình không nghĩ cái khác. Có thể mình đọc mình không nhớ, nhưng mà giây phút mình đọc đó là mình không có cái niệm khác, chỉ có cái niệm kinh điển thôi. Mình phải tẩy trừ cái tâm nhiễm ô của mình bằng cách đó thôi. Tại vì đợi mà đến khi nào mình rảnh rỗi chắc không có. Còn nếu mà rảnh rỗi là trừ khi nào mình nằm mình bệnh rồi, lúc đó mình sẽ có cớ bệnh quá lấy gì tu. Phật dạy rõ trong kinh, cái người mà làm biếng có cách nói nghe: nóng quá không tu, lạnh quá không tu, no quá không tu, đói quá không tu, mệt quá không tu, bận quá không tu. Đó, ví dụ như bữa nào nóng quá biểu lên lệ Phật thôi, bữa nào mát mát lại Phật mà mệt, đổ mồ hôi mệt, bữa nào mà lạnh quá nó thôi, để trong nhà ra đường cảm chết. Lúc nào mình cũng có cái lý do. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa đọc 3 câu kinh Pháp Cú trong Phẩm Ác cho đại chúng nghe. Và người xưa đã định nghĩa chữ thiện ác đơn giản thôi, phải không? Thiện là gì? Thiện là tăng ít, ác là tổn giảm. Lời nói của mình, hành động của mình làm cho người khác vui, mà trước khi họ vui là ai? Ai hưởng trước? Mến. Thế nên mà thí dụ bây giờ mình vừa khởi lên, tôi chẳng dám khinh quý ngài, chưa nói ra lời nhưng cái điều đó nó ở trong tâm mình rồi. Thành thử ra cái điều thiện mà vừa khởi á, cái người nghe chỉ là người thứ nhì thôi, còn cái người mà tiếp nhận nó ngay đầu tiên nhất chính mình. Vì vậy mà điều thiện như vậy thì điều ác nó cũng không khác. Hễ điều ác mà khởi lên thì ai là người hưởng? Là mình. Chỉ vì vậy mà Minh Tâm Bảo Giám có cái câu á: hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu. Ngậm máu mà mình phun người khác á, thì trước hết là miệng mình đã nhiễm ô. Hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu. Cái câu đó là người xưa đó, trong cái quyển gọi là Minh Tâm Bảo Giám. Cái quyển đó nhiều câu hay lắm. Cho nên là khi mà mình thanh lọc tâm mình bằng câu niệm Phật, bằng một thời kinh, bằng một thời ngồi thiền, bằng một thời niệm Phật, tốt lắm. Mà quý vị nhớ là mình cái gì nhiều cái đó nó nhiễm. Nhiễm không phải là một lần rồi nha. Ví dụ như đậu hũ mà quý vị vừa để vô nước tương đem ra liền, đâu có thấm. Quý vị phải ngâm, ngâm lâu nó thấm, mà thấm gọi là nhiễm. Kho mà mình không có dặn lửa riu riu thì củ rau nó đâu có thấm, nó đâu có ngon. Muốn nó ngon là phải kho lửa riu riu nó mới thấm. Cũng y chang như vậy. Cái điều bất thiện mà cứ tiếp xúc riu riu, nhỏ nhỏ, chút chút, lâu ngày nó thấm, mà nó thấm rồi nó mặn, không cách chữa. Cái đời sống của mình như thế nào, hằng ngày mình sinh hoạt như thế nào, thì đời sống tâm linh mình nó cũng không có khác. Cho nên Phật Pháp và thế gian không có rời. Nếu mình rời thế gian mà đi tìm Phật Pháp thì không bao giờ có. Tại vì Phật Pháp là để dành cho thế gian, cho con người. Ngày nào không còn con người, Đạo Phật không còn có mặt. Không cần có mặt. Tại vì mục đích của Phật giáo là để chuyển hóa con người. Mà quý vị thấy con người rắc rối không? Quá trời rắc rối luôn. Ngay cả thậm chí đi tu rồi mà cũng còn rắc rối. Chứ đừng chứ đừng nói là mình sống theo thế gian đó. Mình vô chùa mình tu rồi đó, cũng rắc rối dữ lắm đó. Chứ không phải là mình đơn giản. Tại sao? Tại vì mình đã huân tập cái rắc rối đó. Rồi bây giờ mình đi đâu mình cũng vung vẩy ra hết. Cho nên tu là để thúc liễm, nhìn lại, thấy mình, chuyển hóa. Mà chuyển hóa được mình là thiện. Mà thiện được tự mình thì thiện được xung quanh. Mà nếu mình còn làm khổ mình còn làm khổ mình, cái đó vẫn gọi là ác. Thấy người ta mình cũng khổ, bực bội chuyện này. Pháp Hòa tu thiền, thí dụ đi ha, mà nghe ai không tu thiền bực. Pháp Hòa tu niệm Phật mà nghe không ai chịu niệm Phật mình bực. Cái đó mình khổ đó. Pháp môn là cái cửa, mà cả đã là cửa thì phải tự tại ra vào. Mình đừng có bám vào cái pháp môn của mình rồi bắt người khác phải theo. Vì mỗi người, người ta có một cái phương cách nó khác nhau. Ví dụ như quý vị nói niệm Phật phải niệm trước bàn Phật, như vậy những người bận rộn không bao giờ tu được, tại vì không có thời gian. Bây giờ mình nói lại, ai có thời gian niệm trước bàn Phật thì tốt, không có niệm trong xe.
Một tiếng đồng hồ họ lái xe, một tiếng đồng hồ niệm Phật, đỡ hơn không? Còn hơn họ bỏ một cái CD toàn là nhạc đau khổ không? Rồi họ nghe mà họ khổ đau từ ở chỗ hãng về tới. Mà quý vị để ý coi, nghe những cái nhạc buồn nó đâu có gì hay đâu. Một người đi với một người, nghe là thấy khổ rồi, thấy không? Cái người thứ hai mới khổ rồi. Một người đi với nụ cười hắc hiu, khổ dữ nữa. Cho nên theo rồi nếu mà đúng mình đúng cái tâm trạng đó, trời ơi, vừa lái xe vừa nghe nhạc vừa khóc. Còn bây giờ nếu mình nghe pháp, vừa lái xe vừa nghe pháp cười, người khác người ta ngồi người ta đậu xe kế bên, ta tưởng mình khùng. Nhưng mà khùng mà biết cười, khùng này tốt. Khùng cười với giáo pháp đó. Còn thí dụ mình không biết thì mình đậu xe mình khóc thì người khác cũng nhìn mình, nhưng mà hai cái tâm trạng nó khác. Cho nên có nhiều Phật tử ngày xưa lái xe đi xa về đi làm trên đường freeway mà kẹt xe stress dữ lắm. Nhưng mà từ ngày mình có những cái MP3, những cái USB, những cái mini chip để pháp đó, vị Phật tử đó không còn stress nữa. Tại vì có ông thầy ông nói cho mình nghe đủ trò đủ chuyện hết. Mình cứ nghe hết chuyện này tới chuyện kia, về tới nhà tâm thoải mái vô cùng. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ kẹt xe, mình học quá chừng việc trong hai giờ đồng hồ đó. Còn mấy cái nhạc kia nghe để giải trí thôi. Em không có nói không nghe nha, ca sĩ chửi chết. Vẫn nghe. Nhưng mà đã nghe nhạc thì mình hay dùng cái từ gì? Giải trí. Chút thôi, chơi vui vậy thôi, chứ không có nhiễm. Mà mình hát cái đó, một thầy tu mà đứng rửa chén mà vừa hát nhạc tình này là bắt đầu biết có nhiễm rồi đó. Nhiễm rồi đó. Tự nhiên thầy tu mà vừa quét nhà mà nói: em ơi, nếu mong không thành thì sao, là mình biết ông thầy thì có vấn đề, nhiễm lộn chỗ rồi. Nhiễm lộn món rồi ha. Thưa đại chúng, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có khi nào mình ngồi lại và mình nhận ra rằng hình như lúc này mình quên hơi nhiều, phải không? Tại vì theo cái tuổi á, mà cái tuổi nó tăng thì cái gì nó tăng? Ông bà mình hay nói gì tăng theo cái tuổi? Cái tật. Cái tật nó lớn theo cái tuổi. Cái tật của mình là tật gì? Cái tật nhớ dai mà nhớ không chuyện không cần thiết. Cái tật hay quên mà quên chuyện cần nhớ. Đúng không? Thí dụ như mình đọc một câu kinh, câu đó hay quá không nhớ. Đọc thì biết hay mà không bao giờ nhớ. Vậy mà thử một lát nữa ha, Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa mới nói: chú đó nha, chú coi chừng tôi á. Cái là bắt đầu nhớ câu đó suốt đời. Thấy không? Thật ra cái khổ của chúng sanh ta không phải ai cho mình, mà cái khổ là chính tự tâm mình nó nhận những cái bóng dáng mà không có thiết thực, huyễn hóa cho là cái thật, rồi chúng ta đắm chìm với cái đó. Một cái điều người ta làm tốt không bao giờ mình nhớ, mà thậm chí có nhớ lờ mờ. Mà thử thời bây giờ ai mắng mình một câu, đứng cách như thế nào, mắt trợn sao, răng nghiến sao, tai chống nạnh sao, mình nhớ hết. 3 năm sau gặp, hỏi lại, nói tôi diễn tả cái tướng nó chửi tôi cho chị coi. Diễn y chang. Mà cái mà những cái gì cần nhớ mình không nhớ. Cho nên khi mình còn nhỏ đó, có rất nhiều thứ mình nhớ. Rồi khi mình nhớ, mình lớn lên rồi, những cái mà mình mới tiếp xúc trong sau này đó, quên hết trơn. Mình nhớ những cái cũ thôi. Bây giờ mà ngồi lại với mấy bà cụ mà chỉ cần bấm nút là hồi nhỏ làm sao thôi. Bắt đầu kể cho nghe. Mà cụ nào mà giận chồng á, chồng làm gì sai đó, ngồi kể không nghe, không có xíu gì hết. Hay là cụ nào mà giận vợ hay giận con, giận cháu gì nhớ hết.
Cho nên cái khổ của chúng ta là cứ nhớ cái quá khứ, cái lo cái tương lai mà quên đi cái hiện tại. Hiện tại của chúng ta là chúng ta đang sống. Tuổi của chúng ta mỗi ngày mỗi già lớn đi. Sức khỏe chúng ta mỗi ngày mỗi giảm dần. Bây giờ ăn không còn nhiều như ngày xưa, không còn biết ngon như hồi đó. Tâm hồn mình nó không có còn phấn chấn như ngày xưa, tại vì cái thân thể của mình bắt đầu nó bệnh hoạn thì tự nhiên tâm hồn mình nó cũng mệt mỏi theo. Bởi vậy thân với tâm là một. Thân mà bệnh á, thì tâm cũng buồn rầu theo. Mà tâm mà buồn rầu thì thân cũng bệnh hoạn theo. Thế thì chúng ta tu Phật để làm gì? Không phải chúng ta lại Phật, tụng kinh là đủ. Nhưng mà chúng ta phải nhận ra cái lời Phật dạy rằng nếu chúng ta không biết trở về để lo cái gốc, tức là lo cái tâm, thì không có cành lá nào nó tươi tốt được. Như khi chúng ta tưới cây, chúng ta tưới cái gốc, chứ không ai mà leo lên cây tưới từng cái lá hết. Chỉ cần cái gốc mà được tưới thì cành lá nó sẽ xum xuê, nó đẹp. Chỉ cần cái tâm mà chúng ta biết thích khe nó, biết chăm sóc nó, thì tự nhiên trong cuộc sống này nó đỡ ra lắm. Bây giờ chúng ta chăm sóc bằng cách nào? Quên đi những cái gì mà làm cho chúng ta khổ. Đã biết nó là khổ mà cứ nhớ nó hoài, cái đó mới là cái chết của mình đó. Mà cái này kêu cái gì phải không? Chết chắc. Cho nên biết cái đó là khổ thì chúng ta phải tập buông. Bởi vì sao? Bởi vì không buông thì không được. Mà cái này không phải là lý thuyết mà cũng chẳng ai làm được cho mình, mà chính mình phải tự buông. Bởi vì sao? Bởi vì chính mình là người tự đem nó vào. Có một hôm nó có một vị thầy, ông đi vô trong phòng của ông khóa cửa lại. Xong rồi ông liền cái chìa khóa ra sân. Ông đứng trong phòng la lên: "Cứu tôi với, cứu tôi với." Đệ tử ở trong chùa chạy ra, người thì đi tìm đồ để đập ổ khóa, người thì đi tìm cách mở. Quá trời đệ tử lăng xăng để mà tìm cách cứu thầy. Thì có người đệ tử tìm được cái sâu chìa khóa ở cái gốc cây. Thay vì tới mở cửa cho ông thầy, người đệ tử cầm chìa khóa đưa ra cho thầy. Ông thầy chụp cái chìa khóa đấy: "Ta với mì thấy nhau." Tại sao người đệ tử làm như vậy? Thầy tự khóa thì thầy tự mở. Cái câu chuyện đó nó muốn nhắc với chúng ta, không có ai mở chối cho mình, tự mình phải giải thoát cho mình. Cho nên chữ giải thoát trong Phật giáo không còn là trừu tượng, mà nó là một sự thực tập. Chữ giải là mở, chữ thoát là vượt ra. Pháp Hòa ví dụ, mình được một người yêu, mừng quá, vui quá. Người đó yêu tôi cũng yêu người đó. Nhưng mà trong tình trường biết đâu khi mình được cái người này, người yêu này, thì cũng có kẻ nào đó thứ ba khổ đau vì mất người yêu, tại cô đó cũng thương anh này và cô đó cũng đau khổ. Vậy thì khi mà một hôm nào đó mình với cái người đó không còn thương nhau nữa, mình sẽ đau khổ. Thì mình sẽ đồng cảm rằng ngày xưa lúc mình được yêu đó thì cũng có người thứ ba chắc cũng đau khổ như vậy. Cho nên nếu mà nói khổ thì trên đời này ai cũng khổ hết đó. Khổ giống nhau, chỉ có điều khác tên thôi. Khác cái tên gọi thôi. Ví dụ như quý vị nói: "Trời ơi tôi khổ lắm, tôi phải lo cho gia đình." Nó: "Thầy đâu có khổ gì đâu." Nó: "Dạ thầy cũng khổ, thầy lo chùa." Mấy thầy, mấy vị ngày lo có tháng, lo có nửa cái bill hay phần ba cái bill của chùa, nội cái bill điện thôi, gấp 5-10 lần cái nhà của mình. Vì mình cứ tưởng tượng cái nhà mình bao nhiêu trăm square feet mà bao nhiêu điện mình xài, mà chỉ có 4-5 người trong nhà mình, còn đây là công cộng.
Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói về lo thì ai cũng lo giống nhau hết. Cho nên cái thực tập của chúng ta là chúng ta thấy mọi việc đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, thì tự nhiên nó nhẹ ra. Tất cả do tâm. Hễ mình nghĩ nó là một cái chuyện gì hệ trọng, cái nó thành ra hệ trọng. Ví dụ ha, cái lúc mình vui với nhau á, thân thiết với nhau á, người ta mắng mình đồ quỷ, cái trời cười vui lắm. Nhưng mà bữa nào hết thân coi, người ta mắng mình đồ quỷ coi, cái mình cự liền, nói tại sao chị nói tôi quỷ, tôi ma. Tức là khi mình vui là mình nhận câu đó khác, khi mình buồn mình nhận câu đó khác. Vậy thì cái câu đó, cái câu quỷ đó, bản chất nó có khổ vui gì không? Không có. Mình nhận nó. Vậy thì chúng ta tu Phật để làm gì? Để chúng ta có được cái sự định tĩnh của tâm. Bởi vì khi mà tâm định tĩnh thì chúng ta sẽ nhận biết rằng tất cả đó là chuyện bình thường. Trăng tròn thì khuyết, đời có hợp có tan, người có già có trẻ có sống. Trên cuộc đời này không có cái gì mà tồn tại bất biến, cho dù là Đức Phật. Đức Phật cũng sẽ ra đi, cũng đã ra đi năm ngày 80 tuổi, thì không có người nào được ngoại lệ. Thậm chí cái người sống thọ nhất trên thế gian này là ông Bành Tổ. Ông Bành Tổ mà chúng ta thường gọi là ông Thọ đó, Phước Lộc Thọ mà chúng ta hay kêu ông Thọ đó. Ông Bành Tổ mà theo sử nói là ông sống tới 800 năm, nhưng mà thực tế có 300 tuổi à. Đọc lịch sử ông có 300 tuổi thôi, 59 bà vợ. Nếu mà sống thêm chút chắc cũng được 60. Nhưng mà giờ 59 hay 60 thì cũng chết thôi. Cho ông Bành Tổ hồi xưa trong mấy cái bài mà người ta khai thị, ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng chết. Bầu thuốc thánh không chữa được người hết số, chén linh đơn sao chữa được bệnh nan y. Bầu thuốc thánh cũng không cứu được người hết số, cho dù đó là chén thuốc tốt, chén linh đơn cũng không thể chữa được bệnh nan y. Vì cái sự thật của cõi đời là có già, có bệnh, có chết. Đó là cái quy luật thứ tự. Nếu ai có phước lắm được thứ tự đó, già rồi bệnh rồi chết, đó là hạnh phúc theo thứ tự. Có những người người ta chết không có thứ tự nữa, 20 tuổi đã chết rồi, không bệnh. Vậy thì nếu mà ai mà được chết già, bệnh, chết, đó là hạnh phúc lớn. Cho nên có một cái vị đó tới xin đầu năm thầy cho con vài câu đối để treo trong nhà để ăn Tết. Ông thầy cũng lấy viết, ông ghi cha, ông nội chết, cha chết, mẹ chết, ba chết, con chết, cháu chết, chắc chết, một lô cả nhà chết. Ông cư sĩ ông cự quá trời, ông nói trời ơi, Tết nhất mà thầy cho gì mà chết tùm lum vậy. Ông nói chết thứ tự hạnh phúc lớn. Ông nội chết rồi mới tới cha chết, cha chết rồi mới tới con chết, chết thứ tự vậy sướng quá rồi chứ muốn gì nữa. Cho thưa đại chúng là cái thiền, cái khi mà chúng ta có định tĩnh để chúng ta sẽ biết quên đi cái quá khứ, quên đi cái đau khổ, để chúng ta sống với cái hiện tại. Pháp Hòa đã từng gặp rất nhiều gia đình đổ vỡ. Thì khi mà trong gia đình đổ vỡ rồi thì người mẹ hụt hẫng, người mẹ bỏ phế con cái luôn. Cha thì không lo là đành rồi, cha đi rồi, giờ mẹ giữ lại con, mà mẹ cũng không lo. Mẹ đi chơi với bạn, hoặc là mẹ đánh bài, mẹ nói chung là tại đau khổ quá thôi. Rồi quên cái chuyện mà mình phải chăm sóc con. Mà khi con mà nó lớn lên, nó tập tành theo bạn bè làm việc xấu, rồi lúc đó hối hận, trời ơi tôi quên chăm sóc con. Cho nên đã có rất nhiều những hoàn cảnh trong cộng đồng của chúng ta, thì những hoàn cảnh đó là mỗi hoàn cảnh là mỗi tiếng chuông cảnh tỉnh cho mình. Không có ai mà thương mình bằng mình. Sở dĩ mà mình thương mình đó, sở dĩ mình thương người ta là tại người ta thương mình. Như vậy rõ ràng, nếu nói cho cùng là mình thương mình nhất. Tại người ta thương mình cho nên mình mới thương người ta lại.
Cho nên quên đi cái đau khổ, quên đi cái hận thù. Quý vị có nhớ không? Ta thường nói hận thù. Hận là gì? Là khi mà mình ghét cái người đó mà không có bỏ qua rồi mình để trong lòng. Lâu ngày cái đó nó tô đậm, nó in ở trong lòng mình nặng, nó thành nó hận. Mà khi mình hận quá rồi mình muốn làm gì? Mình phải báo thù để rửa hận. Tức là mình tìm cách mình hại người đó. Nhưng mà ở đời mà luật pháp mình hại người ta, ta chết. Nhưng mà thế nào mình cũng phải luật pháp trị mình lại. Tại vì cái đó là cái cuộc sống, luật nó là như vậy. Rồi mình ở trong những cái tù tội, lúc đó mình hối hận. Cho nên thưa đại chúng, khi mà mình quên đi, thường thường mình hay lấy cái người ta làm trật, người ta nói sai để mình tự mình làm khổ mình. Cái câu nói người ta nói xong ta đi về rồi, mình lấy câu đó mình làm khổ mình, làm khổ mình ngày và đêm. Cho nên có một vị hiền triết mới nói, người đời hay lấy những điều sai lầm của người khác đối với mình để tự trừng phạt mình. Cái câu người ta nói đó mình đem về mình ngủ không được, nhớ tới là ăn cơm ngon. Đang ăn cơm ngon vậy đó mà nhắc tới câu nói cái người đó, cái là tự nhiên mình nghẹn, mình ăn không nói nữa. Mình nhớ tới người đó mình ngủ không được nữa. Thậm chí mà hai người bạn đang vui vẻ mà nhắc tới tên người đó cái tự nhiên mình đổi sắc, mình đổi hình, mình đổi cái cách. Cho mình quên cái gì nữa? Mình quên đi những cái khuyết điểm của người khác. Tại vì mình quán chiếu mình thấy con người ở đời ai mà không có cái lỗi. Thậm chí chúng ta, đôi khi chúng ta cũng có những lỗi lầm. Cho nên thưa đại chúng, là trong nhà Phật có cái danh từ bố thí. Bố thí là gì? Là giving. Nhưng mà bố thí không nhất thiết phải bố thí tiền của vật chất. Nếu mà lỡ ai làm cái gì sai, mình tha cho người ta. Mình tha cho người ta là mình bố thí rồi đó. Bố thí cái lỗi lầm của họ. Nhưng mà khi mình bố thí lỗi lầm đó là mình cũng đang cứu khổ ai? Cứu khổ mình. Tại vì mình bỏ được cho người đó, mình hết khổ, mình hết buồn. Thưa đại chúng, hồi nhỏ và đi tu Phú Hòa chấp lắm. Chấp là gì? Là dính mắc. Một là một chứ không chịu một là hai. Người tu phải như vậy, người tu phải thế kia. Ai làm trật là Pháp Hòa bực bội lắm, thậm chí nói thẳng nữa. Nhưng mà sau nhiều lần á, mình càng sống thẳng thừng vậy, cái tự nhiên hình như xung quanh mình không còn ai hết trơn. Tại vì mình là một con nhím, gặp ai mình cũng bắn, riết ai gặp mình cũng né hết trơn. Từ đó thì mình phải rút, mình phải biết rút lại. Sống làm sao thật sự mình có biết người ta thương mình không? Người ta có biết mình có biết không? Trong cuộc sống mình dễ biết lắm. Người ta gặp mình mà ta, chị khỏe không, anh khỏe không, hay là lâu lâu người ta còn phone thăm mình. Mà ở đời nó khổ lắm, không ai phone thăm mình hết cũng buồn, mà ai phone hoài nó mệt ghê vậy, tối ngày phone hoài. Mà nhiều lúc mình còn nói khổ lắm, phone hoài kiếm hoài, nhưng mà không ai phone cũng buồn. Nhiều khi người ta xin số phone quá trời, cho quá trời mà không thấy iPhone hết trơn. Cho nên khi mình sống mà mình biết có uyển chuyển, khi mình chấp nhiều nào trong đầu mình nó để cái đó, rồi tối mình chim bao. Rồi mình giận một người bạn phải không, mà người bạn nó chưa hề xin lỗi mình chưa tha thứ, trời ơi chim bao thấy gây lộn với người đó hoài. Và đến khi nào mà cái người đó xin lỗi mình rồi, tự nhiên người đó không còn xuất hiện trong giấc chiêm bao mình. Cho nên quên đi những cái điều lỗi lầm của người khác cũng là một cái cách mà cho chúng ta giải thoát cho mình. Chữ giải là mở, thoát là vượt ra. Cho nên đừng có đợi chết mới vãng sanh. Có nhiều người nói nguyện cho con mai mốt chết được vãng sanh. Rồi đại chúng, ngay bây giờ sống mà không chịu vãng sanh, chết đi gì nói. Chữ vãng nghĩa là gì? Chữ vãng nghĩa là đi đến. Chữ sanh nghĩa là sống. Đi đến một cái đời sống mới gọi là vãng sanh. Ví dụ như hồi đó mình ở Việt Nam khổ quá trời luôn, mình kiếm chiếc tàu để vãng sanh.
qua được cái mấy cái trại tị nạn là mình cũng được vãng sanh. Mà vãng sanh gì? Hạ phẩm hạ sanh. Giống như trong kinh nói là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu vậy đó. Hạ phẩm hạ sanh hay là trung phẩm trung sanh. Đến khi nào mình được giấy tờ, mình định cư qua ở nước tự do rồi thì gì? Thượng phẩm trung sanh. Rồi bắt đầu phải đi làm, chịu cực nhọc đi làm để kiếm tiền, nuôi gia đình ở Việt Nam, nuôi gia đình ở đây. Ngày nay nhà cửa có, xe cộ có, con cái thành tài. Bây giờ mình bắt đầu già nua rồi bắt đầu hưởng phước. Thôi ai làm gì làm, có nhớ, có buồn phiền gì nữa hết. À, bây giờ mình làm má chính phủ, mỗi tháng chính phủ đưa tiền thẳng vô 8-900. Sướng thấy mồ vậy mà không sống. Phải hòa chọc mấy bác bên Mỹ hoài vậy. Đi bác nào mà đi Việt Nam chơi quá nói cha, tháng này con trai Obama cho tiền đi chơi hơn. Thì quý vị cứ nghĩ con có phải mà mấy bà già mình, ông già mình đây là má ba của chính phủ không? Nếu như mình ở bên Việt Nam chắc gì mình được vậy không? Làm sao mình có tiền được như vậy? Làm sao mình có cuộc sống được như vậy? Thì nếu mà mình biết quán chiếu, trời ơi đây là cái hạnh phúc, thì tự nhiên mình hạnh phúc à. Cho nên hạnh phúc không ai cho mình, mà hạnh phúc là tự ở trong lòng mình biết suy nghĩ cái công việc đó nó nhẹ nhàng. Thí dụ như người ta tới, người ta nói chị, em góp ý với chị một chút nha, chị làm này. Thì mình đừng nghĩ cái đó là người ta sửa lưng mình, mà mình nghĩ rằng cái đó là người ta góp ý với mình, người ta làm cho mình tốt hơn. Thì tự nhiên mình sẽ tiếp nhận cái điều đó và mình sẽ nhẹ nhàng với người đó. Còn nếu mình nghĩ là người ta sửa lưng mình, cái là tự nhiên mình gặp người đó, cái tự nhiên mình có cái gì đó nó lựng khựng với cái người đó. Thưa đại chúng, mỗi lần Pháp Hòa mà nói mấy thầy mấy chú gì, Pháp Hòa hay phải đính chánh nha. Thầy không có la nha. Thầy chỉ nói để mấy đứa biết mà sửa nha, chứ thầy không có la nha. Khổ vậy đó. Phải nói để thôi người ta hiểu lầm là mình la, mà thiệt sự là cái tâm ý mình không có gì muốn sửa cho cái người đó tốt hơn. Đặc biệt là một người thầy, một người cha, một người mẹ là không bao giờ muốn con mình dở. Và mình ghét bỏ gì con mình thương mình mới sửa. Cho nên mỗi lúc mình nói thì phải nói cho rõ. Có một bài kinh đó, Đức Phật nói với các thầy: quá khứ không tri tầm, tương lai không ước hẹn, tuệ quán chính ở đây. Cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Mặc cả tức là trả giá. Diêm Vương đã định canh ba chết thì chẳng cho ai chờ tới canh năm. Mình không thể nào nói khoan để tôi đi tiệc về rồi tôi chết. Không có. Có một bà cụ bà quỳ trước tượng Phật, bà nói: Nam Mô Di Đà Phật, bao nhiêu công đức con tu hành, con xin nguyện Phật cho con mai mốt đau dây chết giờ. Con chú tiểu chú nghe vậy, chú phóng ra phía sau tượng Phật, chú đứng chú nói: được rồi, về chuẩn bị đi liền. Bà nghe vậy bà nói: ô con quên, con chưa cưới vợ cho ông Út. cho con xin đau một dây chết một giờ. Vậy mà hễ nói là chuẩn bị đi liền rồi bắt đầu mình có cớ mình đình trệ. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta thực tập. Ở trong Phật giáo là quan trọng là thực hành. Còn những gì chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta thấy, biết đều là lý thuyết. Nhưng mà không thể không có lý thuyết. Cũng giống như mình nấu ăn, không thể không có công thức. Đọc cái công thức, nhưng mà sau đó rồi chúng ta phải thực hiện những gì trong công thức chỉ. Và từ khi chúng ta thực hiện, chúng ta có kinh nghiệm nhiều hơn. Khi mà chúng ta là một người nấu ăn giỏi thì không nhất thiết đi đâu phải cầm cái quyển sách nấu ăn theo. Chỉ cần người ta nhờ mình vô nấu, mở tủ lạnh ra nhìn sơ là biết sẽ nấu món gì, căn cứ vào những gì đã có sẵn. Một vị thiền sư không bao giờ đi đâu cũng cầm tọa cụ bồ đoàn để chứng minh mình là thiền sư. Vì thiền sư là biết thiền rồi thì ngồi đâu, đứng đâu, làm gì cũng thiền hết. Một người niệm Phật mà đạt tới đỉnh cao của niệm Phật là thân tâm nhất như với câu niệm Phật thì không nhất thiết lúc nào cũng có sâu chuỗi để làm. Một bác sĩ giỏi thì không lúc nào cũng đi đâu phải có cái kéo kèm ống chích theo.
Vì khi người ta té, ông biết cách nào để đỡ lên cho người ta. Ví dụ biết ta gãy xương thì biết làm cách nào đó. Cho nên một cái người mà đã đi tới cái chỗ thuần thục thì tự nhiên sống được như vậy. Và nhờ đâu? Nhờ sự thực hành. Cho nên trong Phật giáo quan trọng nhất là chuyện thực hành. Cho nên chúng ta thường có cái câu tu hành đó. Chữ tu là chúng ta tiếp nhận. Bởi vì tu là phải học. Tu học, tu hành. Muốn tu là phải học. Muốn sửa là phải học. Học cách sửa. Sửa làm sao? Rồi bắt đầu hành. Thưa đại chúng, mà có nhiều vị sẽ hiểu lầm là tu là cạo đầu như quý thầy, ăn chay như quý thầy, không cần. Tu là chúng ta chỉ cần xác định mình là người đệ tử của Phật, đang tiếp nhận những pháp môn mà Đức Phật dạy mình để mình chỉnh sửa những cái tật của mình. Chỉnh chút thôi là đỡ liền à. Này, cái ly nước này nè, để vậy nè, nó méo xẹo nhìn nó xấu. Chỉ cần lấy cái tay chỉnh nó như vậy thôi, cái nó ngay. Con người mình y hệt như vậy đó. Chỉ cần chỉnh cách ăn nói của mình chút thôi là mình dễ thương. Chỉ cần chỉnh cái cách mà mình đối xử với người ta thôi là mình dễ thương. Cũng giống như mình ăn một cái tô súp mà nó lạc, chỉ cần một chút muối thôi là tô súp nó ngon liền. Mà lỡ tô súp nó mặn quá, chỉ cần vắt một miếng chanh vô thôi thì tô súp nó nhẹ lại liền. Vì chất chua nó làm giảm chất mặn. Mà nếu ai không ăn chua thì chỉ cần có một miếng nước sôi để vào thôi, tự nhiên nó ngon liền. Ở Việt Nam có một số người, người ta ghiền bột ngọt. Mà đi ăn ngoài tiệm nấu không đủ bột ngọt. Đi đâu cũng xách gói bột ngọt theo. Vô kêu một tô phở, tô bún gì là móc gói bột ngọt để vô quậy đều lên là ngon. Thì mỗi người chúng ta nên có một gói bột ngọt kiểu đó. Giờ thưa đại chúng, chứ chữ bột ngọt đây muốn nói là gì? Là cái sự tỉnh thức chánh niệm của mình. Bất cứ hoàn cảnh nào, hễ mà lạc thì chúng ta thêm, hễ mà mặn thì chúng ta giảm. Mà cũng thêm, thêm cái gì? Thêm miếng nước, thêm miếng chanh để nó giảm cái mặn, để nó giảm cái ngọt. Hễ mà nó lạc quá, thêm miếng muối, thêm miếng đường thì nó vừa ăn. Và có những lúc khi mà chúng ta thêm, nghĩa là chúng ta bớt. Thêm cái gì? Thí dụ như chúng ta thêm giờ ngồi thiền thì chúng ta bớt thị phi. Chúng ta thêm là mỗi tuần chúng ta thêm 2 tiếng đồng hồ đi chùa thì chúng ta đỡ được tiền đi shopping. Chúng ta chỉ cần giảm 1 điếu thuốc, 2 điếu thuốc mỗi ngày thì chúng ta sẽ giảm được cái tiền. Không ai bắt mình phải bỏ thuốc ngay, nhưng mà chúng ta nên tập giảm là vừa. Mà ngay bây giờ quý vị thấy không, mở gói thuốc ra cũng có một câu khai thị đàng hoàng. Breast cancer, lung cancer, trời ơi, cái câu thiền ngữ nó nằm ngay chân gói thuốc á. Mở ra thấy vậy mà vẫn lấy bỏ vô miệng. Thì mình, hay là mình thấy rằng một cái ly rượu, hay là một cái, bây giờ mình thấy mỗi lần mình đi đánh bài về, thua tiền là mình đã bực rồi, về nhà bị cằn nhằn nữa. Cho nên thấy mỗi lần mình đi đánh bài về là hoàn toàn không hạnh phúc. Thế thì tại sao chúng ta phải cứ làm một cái việc mà người ta khổ, mình bực? Mình bực, mình tốn tiền, mình bực, mình phải nghe lải nhải. Thay vì mình đi chùa ha, mình đi làm việc thiện á, vợ cũng sẽ tụng mình, nhưng mà tụng kinh chứ. Kinh này là kinh thiện, kinh thập thiện. Còn mình mà đi đâu mà không đúng rồi về, cái vợ cũng tụng, mà tụng mấy kinh này mình không thích nghe. Ở chùa hay đùa với nhau là tụng, tụng kinh, bị la là cũng một hình thức tụng kinh. La từ sáng tới chiều là khai kinh rồi kinh rồi, tới tối rồi đi ngủ kêu hồi hướng. Thưa đại chúng, thì chúng ta nghe cái bài kinh của Phật: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Tuệ quán là chữ quán là gì? Quán là nhìn sâu. Khi chúng ta biết lấy cái trí tuệ để chúng ta nhìn sâu vào mọi sự, mọi vật, thì chúng ta sẽ biết buông bỏ bớt. Và tiếng Việt mình rất phong phú nha. Buông nè,
bỏ nè, dục nè, quăng nè, liện nè, vất nè, mình muốn xài chữ nào xài, cái nào cũng hạnh phúc hết. Mình qua xây qua đây mình nói quăng, qua anh kia mình nói dục, qua anh kia mình vất, tới đó mình bỏ, mình liện, cái nào cũng làm cho mình nhẹ hết. Không ai bao giờ muốn để bịch rác hôi trong nhà. Và trên thực tế là nhà nào cũng có thùng rác. Sự thật là ai cũng có những cái nỗi niềm. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta biết được những nỗi niềm đó, đã tới lúc nó lên meo rồi, thì chúng ta bắt đầu phải cột bỏ nó bớt. Hồi sáng này chùa bị complain, hàng xóm complain. Hàng xóm ghi một tờ giấy thiệt bự gửi qua chùa: tại làm sao mà những người hàng xóm ở đâu không biết mà cứ tới moi cái rác của chùa hoài. Hàng xóm bực quá, bởi vì nửa khuya anh cũng tới, ban ngày ban đêm anh tới, mà mỗi lần anh tới anh đưa, anh mở mấy cái bao rác ra rồi là anh để lung tung. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc trong chùa hoài, mấy thầy mấy chú, ai đi đổ rác làm ơn bỏ thẳng vô cái thùng rác, đừng có để ở ngoài. Rồi bây giờ phải làm theo cái ổ khóa nữa, khóa chặt lại, đừng để rác nó bay mùi. Thôi thì hôm nay chúng ta học một cái bài học, là con người của chúng ta có một cái thói quen, một cái tật, là chúng ta cứ quên những gì chúng ta cần nhớ, mà cứ nhớ những gì cần phải quên. Mình đi ngược vậy đó. Quý vị, bây giờ hồi nãy quý vị tụng bài kinh, quý vị thấy hay không? Bài kinh hay quá chừng. Thôi thì bây giờ thấy câu nào hay á, đừng có học nhiều, học cứ một lần 4 câu được không? Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Rồi mỗi lần cái gì mà nó xảy đến với mình, tự nhắc mình câu vậy đó. Rồi bữa nào mà mình đi theo những cái bóng dáng mà mình kêu là hạnh phúc thì nhớ gì? Suốt ngày rủi rong tìm bắt. Mình tối ngày mình cứ đi tìm những hạnh phúc, cái bóng dáng. Cho nên thưa đại chúng, cái bài kinh nãy mình tụng đó, bài kệ, bài sám nãy mình tụng đó, quý vị học bằng cách là mình chia đoạn ra học, hay là 4 chữ, 4 câu. Học cứ học như vậy thôi, mà thay vì mình phải nhớ những cái gì mà người khác, nổi cái bài quy nguyện thôi. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm, 2 câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, 2 câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi. Từ bi mà diễn đạt bằng 2 câu đó đó. Bởi vì bản chất của chữ từ nghĩa là cho người ta niềm vui, bản chất của chữ bi nghĩa là giúp người ta giảm khổ. Cho nên mình nói miệng hoài từ bi mà không biết từ bi thực hiện bằng cách nào. Thì bây giờ diễn tả, kinh đã cho mình 2 câu đó một cách thiết thực. Từ là sáng cho người thêm niềm vui, bi là chiều giúp người bớt khổ. Cứ sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ là hạnh phúc lớn. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Thân thể mình kiện khương là vì chúng ta biết sống an hòa, quân bình với cuộc sống. Xin chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ngắn về cái sự. Cái bài kinh này có cái tên là Nhất Dạ Hiền Giả. Nhất là một phải không? Dạ là đêm. Hiền giả là cái người biết sống, cái người đang tu tập. Cái người đang tu tập mà tu tập pháp môn gì? Pháp môn này là sống mỗi ngày, chứ không có ngày hôm qua mà cũng không có ngày mai. Sống an trú trong giây phút hiện tại. Thưa đại chúng, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói là hôm nay là ngày mấy, thì cái cử chữ hôm nay là ngày mấy nó liền thành quá khứ. Quá khứ nó đi qua từng giây mà, từng sát na mà. Thì Pháp Hòa nói chào bác, thì cái chữ chào bác nó liền lập tức nó đi vào quá khứ. Vậy thì cái quá khứ mình nắm bắt không được, cái tương lai mình cũng không nắm bắt được, mà thậm chí cái hiện tại cũng không nắm bắt được.
cái hiện tại là tức tắc là nó đi ra quá khứ. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Thấy nó như là, chứ không có, mọi sự diễn biến như là, đang là, chứ không có thêm thắt gì nữa. Cho nên tiếng Anh nói rất là rõ, dwelling. Dwelling, ngay giây phút, trụ trong giây phút này. Dwelling in the present moment. The past already passed, the future not yet come. Present moment is a wonderful moment. How can it become wonderful? Because you know how to live, drowning yourself in the present moment. Mà cái present là cái gift, hiện tại là món quà. Tại vì tiếng Mỹ là present và gift là một chữ. Vậy là present is a good present. Cái sự hiện tại là một cái món quà tốt nhất, is a good gift. Và mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta sống là chúng ta nhận được một thùng quà. Cái thùng quà này đã có 24 giờ trong đó, 24 món trong đó. Và tùy nghi chúng ta sử dụng, chúng ta sử dụng như thế nào để món quà này không trở thành vô nghĩa. Có nhiều ngày chúng ta cứ la cà sau đó mà hết ngày. Trời, hồi đó Pháp Hòa có làm bài thơ: chúng ta cứ bận la cà vì hai chữ thị phi, rồi tốt với xấu nó đè nặng vai mình như hai cái gánh nặng như chì. Ngày hết rồi, đêm hết rồi, thì thử hỏi chúng ta được gì trong đêm vắng. Chúng ta quên hẳn đi một ngày vui có nắng ấm, có lá vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi mà tái đành phải bỏ qua, và cứ thế la cà trong một kiếp. Rồi cuối cùng chúng ta tìm ra một chân lý là tốt với xấu làm sao cho mẫn tiệp. Cái xấu mà mình nêm, mình kêu nó là xấu mà lại tốt của người. Cái tốt của người lại là cái xấu của mình. Thì vậy thì trên đời này tốt xấu phải trái không bao giờ nó mẫn tiệp, nó đi được với nhau. Cái mình cho tốt thì người ta cho xấu, thì bận lòng gì. Thôi thì bây giờ cái gì nó xảy đến thì chúng ta nhận nó như là. Không có một đứa con nào nó muốn nó dở hết, đứa con nào nó cũng muốn nó tốt hết. Nhưng mà có nhiều khi cái môi trường, bạn bè, cuộc sống đã đẩy nó vào đó. Mình làm cha làm mẹ, mình không ôm ấp được nó, mình không có bảo bọc được nó, thì xã hội này ai ôm nó nữa. Cho nên giờ đứa con nó nhó như thế nào thì cái người đầu tiên phải ôm ấp và chấp nhận nó là cha mẹ và gia đình. Thậm chí có những đứa nó bệnh hoạn, nó khù khờ, nó thiếu thông minh, nó chậm lụt, mình cũng phải ôm nó vì nó là của mình. Nhiều khi nói theo Phật giáo là gì? Nghiệp của nó mà nợ của mình. Cái nghiệp nó phải gánh. Rồi giờ nó về đây mình không thể gánh nó thay thế những cái đó. Nhưng mà mình không buông nó được thì mình phải lo cho nó. Mà lo cho nó là mình nợ nó. Mà nó phải chịu những cái đó là nợ của nó. Mà mình với nó không có có duyên sao tự nhiên nó tới với mình. Cho nên trên đời này ắt hẳn phải có cái duyên. Nhưng mà duyên gì? Nếu chúng ta buồn phiền tức tối la rầy nó hoài thì mình tạo cái ác duyên, cái nghịch duyên với nó. Còn mình chấp nhận nó, hoan hỷ chăm sóc nó, tự nhiên nó làm cho cuộc đời mình nó thoải mái hơn. Vẫn lo nó mà không có gì buồn hết, vì nó là con mình. Từ 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 cái nghiệp đó nó giải. Cho nên chuyển cái nghiệp thành cái nguyện là vậy đó. Thay vì mình phải khổ đau mình chăm sóc, bây giờ mình nguyện mình chăm sóc. Cảm ơn đại chúng đã cố gắng tranh thủ thời gian của mình mỗi tuần để đi chùa. Và thưa đại chúng, làm sao cố gắng, thật là cố gắng. Vì gì? Trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta biết sắp xếp là mọi việc nó sẽ vào khuôn. Tại sao người ta cũng 24 giờ mà ta làm được nhiều việc, mình 24 giờ mà không việc gì mình làm được hết? Là do mình phải sắp xếp thôi. Phải không? Thành phố buồn nhớ không em, thành phố buồn nhớ không anh, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Mong đại chúng hồi hướng. Cũng như là một ngày tịnh tu của đại chúng, sau khi thầy đã trụ lại nơi này để phát nguyện lập đạo tràng, thì với tinh thần
những người đồng tu, những người pháp lữ, thì quý thầy quý sư cô trở về đây để hộ trì yểm trợ cho thầy trong công việc Phật sự rất là mới mẻ này. Đồng thời cũng xin tán thán công đức của quý Phật tử xa gần đã hộ trì chánh pháp, hộ trì tam bảo, đặc biệt là riêng cho thầy trụ trì ở đây Phật sự được khởi sắc tốt đẹp. Xin cảm niệm chư tôn đức và toàn thể đại chúng. Sáng nay quý vị có khỏe không? Quý vị hơi lạnh phải không? Nhưng mà ngồi ở ngoài này thì ai ngồi ngoài nắng là hạnh phúc nhất, là trời ấm. Hello, cái này rõ hơn không? Hình như cái này nhỏ hơn phải không? Alo, alo, vừa khô lên giá. Nghe rõ hơn không? Rồi. Kính thưa đại chúng, ở trong Phật Pháp thì khi một vị thầy nào sau khi một thời gian vân du và chọn một địa điểm nào đó để dừng lại mà phát nguyện lập đạo tràng, thì các trong Phật giáo thường dùng cái từ là chấn tích. Tức là mình cầm cái gậy sắt, mình đến nơi nào mình quyết định mình trụ lại thì mình chống gậy dừng lại nơi đó. Cây gậy sắt mà quý vị thường thấy đó là giống như ngài Địa Tạng Bồ Tát hay cầm đó, thì theo xưa là mỗi một vị tỳ kheo đều có một cây gậy đó. Cây gậy đó để mình đi đâu mình dò đường, thí dụ như qua suối thì mình cầm cái cây đó mình chấm xuống nước xem coi sâu hay cạn để mình đi qua đường. Lỡ mình có gặp những con rắn, con rít, con gì bên đường á, thì mình có thể cầm cái cây đó mình đưa cái con đó qua bên để mình đi cho an toàn. Và nhiều khi mình cũng có thể làm một phương tiện để quẩy gánh. Và đồng thời khi mình đi đến đâu để nói lên là mình có mặt để khất thực gì đó, thì các vị hãy cầm cái cây đó lắc, thì cái tiếng khoen trên cái cây đó nó trổ lên, nó lắc lên, thì người ta biết được rằng có một vị tỳ kheo đi đến để khất thực. Và khi các thầy dùng cái cây gậy đó mà ở nơi nào các vị dừng lại, thì các vị hay dùng cái ý nghĩa, cái hình ảnh là trụ cái gậy đó để mà ở yên đó, và vị đó trở thành trụ trì. Chữ trụ là ở, chữ trì là gìn giữ. Trụ trì nghĩa là mình ở đó vững chãi để gìn giữ cái ngôi nhà Phật Pháp mà chúng ta dựng lập. Và khi mà trụ trì á, sau khi mình dựng lập đạo tràng rồi thì bắt đầu mình làm cái việc thứ hai là tiếp độ. Tức là bắt đầu mình thu nhận những người đệ tử từ tại gia cho đến xuất gia để mà tu tập với mình. Ngày xưa Đức Phật không có lập chùa, Đức Phật ở trong rừng tu tập, vì lúc đó Ngài ở một mình. Và sau đó Ngài thu nhận các đệ tử thì cũng chưa có chỗ, cho nên các thầy ở trong rải rác trong những khu rừng. Thì vua Tần Bà Sa La thấy như vậy không có tiện, vì Ngài mới thưa với Đức Phật rằng bây giờ Đức Phật đã có đệ tử rồi, có thành lập một đoàn thể người tu rồi, gọi là tăng đoàn. Nhưng nếu không có một cái chỗ thì hàng cư sĩ Phật tử không biết ở đâu để đi tìm học hỏi. Cho nên, và ông cũng đề nghị là Đức Phật nên có một cơ sở, có một nơi chốn. Và từ đó Đức Phật thấy cái lời đề nghị của ông. Như vậy thì thưa đại chúng rằng á, trong Phật Pháp á, khi nào chúng ta có những cái nhu cầu thì chúng ta sẽ thiết lập từ cơ sở cho đến những giới luật. Các thầy á, bình thường đi xuất gia mới vô, Đức Phật cũng không hề thiết lập những cái giới luật giáo điều nào bắt buộc, trừ khi nào ở trong đại chúng có những cái tệ nạn xảy ra thì một quy luật được quy định. Vì vậy cho nên khi mà nhu cầu nơi chốn cần thì Đức Phật chấp nhận xây dựng. Vì vậy vua Tần Bà Sa La đã cúng một cái khu vườn, đó là khu vườn Trúc, để lập nên đạo tràng, để lập nên chùa.
Và cái ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo đó là ngôi chùa Trúc Lâm, là Tịnh Xá Trúc Lâm. Thí dụ như ai hỏi mình, nếu nói về lịch sử một ngôi chùa thì ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo là ở đâu, thì quý vị nhớ rằng ngôi chùa đó ở tại Ấn Độ, nước Ma Kiệt Đà, thành Vương Xá. Và tu viện đó tên là Tu Viện Trúc Lâm, vì vua Tần Bà Sa La cúng một cái khu vườn trúc để cho Đức Phật thành lập chùa. Và Đức Phật đã đặt cho ngôi tịnh xá đó là Tịnh Xá Trúc Lâm. Đó là ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo. Rồi kể từ đó, chùa là tiếng Việt. Tiếng Việt gọi là chùa, tiếng Phạn gọi là Già Lam. Già Lam là gì? Già Lam là nơi chốn thanh tịnh để các vị ở yên thanh tịnh, cho nên được dịch nghĩa là viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Viễn ly tức là vĩnh viễn xa lìa cái chỗ xấu ác, mà gần gũi được cái chỗ thiện lành. Cho nên chùa được dịch là viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Đó là ý nghĩa của chữ chùa. Tiếng Việt gọi là chùa, tiếng Hán gọi là tự hay là tu viện, vân vân. Tu viện ở nơi đó là nơi chốn để người ta có thể quy tụ, người ta tu tập, gọi là tu viện. Và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mỗi việc gì chúng ta làm, chúng ta đều nương vào một cái bậc cao đức hay là một ánh sáng. Thường thường những cái gì mà nó phát minh, nó đẹp, người ta thường hay gọi là ánh sáng. Ví dụ như một ngày nào đó mình gặp một người bạn mình, nói chà bữa nay sáng sủa quá ha. Sao? Mình thấy cái người đó phát quang, người đó có một cái tươi mát. Chữ ánh sáng đây là gì? Là sự tươi mát. Mà sự tươi mát này nó trong sạch chứ không phải mờ ảo. Cho nên thường thường làm cái gì, ví dụ như ngày hôm nay nè, nếu như mà không có ánh sáng mặt trời thì bắt đầu trời sẽ lạnh. Hồi sáng này theo cái chương trình là đây cũng là cái trai đường để ăn sáng ăn chiều đó, nhưng mà từ hôm qua tới giờ đâu có ai dám ra đây, lạnh quá. Và hồi xa tối hôm qua quý thầy bàn, nói thôi để cho thuận tiện á, sáng nay sau giờ công phu đại chúng ra ngoài làm lễ đặt đá luôn. Nhưng mà công phu xong vẫn thấy trời chưa sáng, cho nên trời còn lạnh, cho nên chưa dám ra. Cho đến khi mặt trời lé lên thì chúng ta mới thấy được ánh sáng, và chúng ta mừng, và chúng ta biết rằng trời sáng thì có ánh nắng mặt trời thì không khí sẽ ấm trở lại và mọi người sẽ dễ chịu hơn. Vì vậy cho nên ở trong Phật Pháp lấy cái ánh sáng làm cái biểu tượng của sự tu tập. Cho nên quý vị thường thấy Đức Phật phóng quang. Khi Đức Phật trước khi thuyết Pháp, Phật cũng phóng quang. Trước khi Đức Phật làm việc gì thì phóng quang. Nhưng mà cái chữ phóng quang đó là gì? Là tỏ rõ được cái ánh sáng, tỏ rõ được niềm vui, tỏ rõ được hạnh phúc. Thí dụ sáng hôm nay có những vị ở rất xa, ở vài tiếng đồng hồ lái xe, nhưng mà quý vị đã có chương trình lên đây, cho nên dù thức thật sớm, dù một cái chuyến đi dài mấy tiếng rồi lát chiều cũng phải đổ về, nhưng mà trong lòng mình hân hoan không? Trong lòng mình hân hoan, mình vui vẻ, đó là ánh sáng. Và khi mình đi hân hoan, mình đi vui vẻ như vậy, dù có mệt mình cũng không than, dù có đường xa mình cũng không than, mà lâu lâu thở một cái thôi. Nhiều khi mình than thở, mà có nhiều người ta sống vừa than mà vừa thở, không thở chết làm sao. Cho nên than thì không, mà thở thì đều đều. Cho nên than thở ai cũng phải thở hết á. Như vậy thì thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy để cho chúng ta biết rằng trong cuộc sống, khi chúng ta làm việc gì chúng ta có niềm vui, chúng ta phát khởi, thì tự nhiên người mình nó thoải mái, nó dễ chịu, và thậm chí mình rất là vui vẻ, và mọi người nhìn mình một cách rất là an lạc. Thì cái ánh sáng đó Phật luôn luôn có. Vì vậy cho nên nói, ủa Phật làm gì cũng phóng ánh sáng, tại vì Phật làm gì Phật cũng vui. Thí dụ Phật ngồi ăn cơm Phật cũng vui, là tại vì Phật thấy được hạnh phúc là mình có được miếng ăn. Và mình thấy bao nhiêu công sức người ta đổ vào đó để cho mình có được một món ăn.
Ở trong sự thiền tập á, nó có một cách thiền tập như thế này. Thí dụ như quý vị ăn một chén cơm, thường thường mình ăn là mình chỉ đếm món thôi. Trời, hôm nay tôi ăn một bữa cơm rất là phong phú, có 7 món hay 5 món. Mình nói cái món tổng thể và mình thấy đã quá nhiều rồi. Nhưng để cho cái tâm lượng của mình tràn đầy sự hân hoan, sự biết ơn, mình nhìn vô chén cơm, mình sẽ thấy bao nhiêu món tinh tế ở trong mọi thứ. Ví dụ nhìn vô chén canh, mình thấy có nước, có rau, có tiêu, có bột nêm, có muối, có đường, có ngò. Con chén canh mình nói tổng thể là chén canh, nhưng khi chúng ta nhìn kỹ vào chén canh thì chén canh này được sự phối hợp của 7-8 thứ để có được một chén canh. Nhất là nấu canh chua, bạc hà, giá, cà chua, đậu bắp, rồi gì nữa, khóm, me, nước, ngò gai, ngò ôm, hành phi, phải không? Bột ngọt, đường, muối. Nấu canh chua không có bột ngọt. Nấu canh chua chỉ nêm đường, muối thôi. Rồi người nào mà ăn ngon nữa thêm muỗng nước mắm. Một chén canh chua. Nhưng nếu chúng ta tư duy vào chén canh chua thì chúng ta phát hiện rằng chén canh chua là một sự phối hợp của bao nhiêu thứ đó. Đây là nói tổng thể ha. Chi tiết nữa, cà này ai nó ai trồng, cà chua ở đâu ra, đậu bắp. Như vậy mình thấy ngoài cái món này nó có mặt, còn người tạo, người trồng trọt nó, người tưới tẩm nó, cắt nó, giao đi bán từ ở Hawaii, từ ở đâu đó sang tới cái thành phố của mình, rồi biết bao nhiêu công phu đi làm mới có tiền ra chợ mua, rồi chở về đây, đâu phải tự nó nhảy vô nồi đâu, phải không? Rồi phải cắt gọt làm đủ thứ. Khi mình ăn một chén canh chua và mình phát hiện ra rằng trong chén canh chua này quá nhiều ân tình ở trong đó, thì mình ăn một chén canh chua rất là trân quý. Và mình thấy được cái niềm hạnh phúc ngay giây phút đó, trong lòng mình phóng vào ánh quang. Như vậy khi mình đưa tâm mình vào mỗi món là mình đã phóng quang về đó. Cho nên trong kinh hay nói Phật phóng quang khắp mười phương, là tại vì Đức Phật đã thấy rõ từng chúng sanh đã có mặt. Cộng giá, người ta muốn đổ giá, người ta phải lấy đậu xanh, phải không? Rồi người ta phải tưới bao nhiêu ngày nó mới lên được cái cộng giá đó. Chỉ nổi cái cộng giá thôi mà mình để vào miệng mình ăn, nhai chừng 5-7 cái là mình nuốt là xong giá rồi. Nhưng mà người ta phải mất bao nhiêu thời gian để làm ra giá cho mình, người ta mất bao nhiêu thời gian để trồng ra một cây đậu bắp, một cọng bạc hà, vân vân. Cho nên cái tuệ giác của mình soi vào đó, mình cái sáng suốt của mình soi vào mỗi món đó, thì như vậy là mình đã phóng quang vào cõi đó. Cho nên trong kinh nói Đức Phật phóng quang mười phương cõi, những chỗ nào tối tăm Phật ánh sáng đó cũng tới. Nghĩa là gì? Có những người, người ta âm thầm, người ta lặng lẽ, người ta phục vụ cho mình, nhưng nếu mình lấy cái ánh sáng mình phóng vào đó, mình sẽ thấy có hạt họ trong đó. Cho nên xin thưa đại chúng, khi Pháp Hòa đi giảng á, trừ trường hợp không có thời gian thôi. Nếu có thời gian, cái chỗ mà Pháp Hòa muốn tới chụp hình và thăm đại chúng nhất đó là nhà bếp. Tại vì khi mọi người ở đây là rần rần ăn uống phục biết bao nhiêu việc, mình ở đây mặc áo đẹp, rồi mình đứng mình chụp hình, mình dơ hai, dơ ba, dơ tim rồi thả tim. Trong khi đó có những người dưới bếp đầu tắt mặt tối, làm bất kể ngày đêm cho phục vụ cho một cái lễ, thậm chí xong rồi các vị chưa được lên tới chánh điện, chưa được lên tới ở phía trên, biết ở phía trên này là làm cái gì, toàn dưới bếp không. Các vị đó có phải âm thầm không? Nếu không có các vị đó, cái buổi lễ này 50% không thành công lắm, là tại vì tới mà không có ăn, phải không? Thành thử ra nơi đó người ta đâu có phô trương, người ta đâu có đập nồi tôi đang ở đây. Nhưng mà nếu chúng ta là người sống, chúng ta có ánh sáng, chúng ta nhìn, chúng ta phóng quang vào trong bếp, cái tâm tư mình nghĩ tới người trong bếp, hay là
khi mình ở đây, mình ngồi đây, trong khi đó có những người đứng. Pháp Hòa biết ở, Pháp Hòa đến bên Texas, những cái mùa hè trời nóng, thấy những Phật tử mà đứng ở ngoài bãi đậu xe thấy thương lắm. Trời nắng gắt vậy đó mà các vị bao lại hết, chỉ còn đủ con mắt. Đứng làm gì? Đứng để chỉ cho người ta đậu xe cho an ổn, đâu vô đó hết. Mà bất kể, dù những cái ngày nắng gắt, những cái buổi lễ đó, có những Phật tử tình nguyện đứng ngay bãi đậu xe như vậy. Cho nên quý vị thấy, có phải là trong một ánh sáng này, trong một cái buổi lễ này, có rất nhiều công sức không? Rồi bây giờ mình nhìn, hồi nãy Pháp Hòa chỉ mới nói một chén canh chua đó, chưa nói tới món kho, chưa nói tới món xào, chưa nói tới món gỏi. Rồi mình ăn bữa ăn, mình thấy trời đất ơi, đâu phải chỉ có 5 món không đâu, mà mình sẽ thấy bao nhiêu công sức ở trong đây. Đó là một pháp tu thiền. Khi mình ngồi ăn cơm á, cái tâm mình gửi vô đó, mình xây qua món canh xong, giờ mình qua món kho. Rồi mình sẽ thấy nhất là kho thập cẩm, củ cải đỏ, củ cải trắng, đông đông cô, rồi măng, rồi đủ thứ hết, tàu hũ, rồi vân vân. Một món đồ kho cũng bao nhiêu công trong đó. Cái đó gọi là quán chiếu trực tiếp. Rồi bây giờ gián tiếp nè. Gián tiếp nè. Không có lửa làm sao nấu ăn? Không có người chở đi chợ làm sao có? Cho nên có những người mình hoàn toàn không thấy họ trong bữa ăn. Thí dụ mình không thấy lửa trong bữa ăn, nhưng nếu không có lửa làm sao nấu ăn? Như vậy có đó là duyên. Cái đó là duyên của gián tiếp. Còn cái đây là trực tiếp. Từ đó quý vị sẽ thấy Đức Phật dạy mình tu thiền, nghĩa là chúng ta đưa cái tuệ giác, đưa cái chánh niệm, mình nhìn vào từng thứ, và chúng ta thấy rằng mỗi mỗi cuộc sống của chúng ta đều quá nhiều công phu lao tác. Cho nên đọc cái câu thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác, quá trời lao tác. Thấy được như vậy, ánh sáng đó, Đức Phật, chúng ta trong nhà Phật gọi là quang. Mỗi một Đức Phật có 12 ánh sáng. Và chúng ta hằng ngày chúng ta sống, chúng ta có thể nương từng ánh sáng để chúng ta làm việc. Ví dụ như mình có một ánh sáng vô biên quang. Vô biên là gì? Không có biên giới. Ánh sáng không có biên giới. Thí dụ cha mẹ thương con có biên giới không? Cha mẹ thương con không có biên giới. Cái người mà thương mình vô điều kiện là cha mẹ. Còn nhìn kỹ những người thương bên cạnh mình, là người yêu người gì là có điều kiện hết. Tại người đó mà thương mình không thương thử coi, hoặc là hẹn hoài không tới coi, tức là sẽ có điều kiện. Hay là thử tới ngày kỷ niệm mà quên coi, ngày sinh nhật mình quên coi, ngày kỷ niệm ngày cưới mình quên coi, kỷ niệm những ngày quen nhau mình quên coi. Còn mình quên ngày sinh nhật cha mẹ cũng không buồn. Mà sao mẹ còn nói thôi không sao đâu, tụi con bận công ăn việc làm, ba mẹ già rồi, sinh nhật gì nữa. Lúc nào cũng nói những cái lời mà làm cho mình nhẹ lòng và không feel guilty, không cảm thấy khó chịu. Còn người kia vậy đó mà nói thương tôi, thương tôi mà ngày này không nhớ. Có nhiều khi sáng để ý coi người ta có làm gì mình không, sao cả ngày không thấy gì hết trơn. Cái giả bộ chụp hình hôm nay mình tự mình mừng sinh nhật mình, để coi ai có cảm thấy khó chịu không. Còn cha mẹ thì khác không. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ tiếp nhận được những nguồn năng lượng vô biên. Đó là vô biên quang. Đó là những năng lượng của ánh sáng của bề trên, của những người trên mình, của những người độ lượng. Thí dụ mình soi sáng xuống con mình, cho nên con mình nó nhiều khi nó hổn với mình mà mình vẫn tha nó được, tại vì nó là con mình. Nếu mà con hàng xóm là rồi xong, chẳng những giận nó, giận ba mẹ nó luôn. Với ba mẹ nó sinh mà không dạy. Cho nên
thường thường vô biên quang là một loại ánh sáng vô biên, vô ngần mé, không có biên giới. Đó là ánh sáng của lòng đại lượng. Thí dụ bây giờ ai làm gì mình tha được, cái mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay con nương vào ánh sáng vô biên quang. Nương vào ánh sáng vô biên quang để chi? Con không có chấp nhất. Con không, thí dụ mình thấy mình là gì, cho nên người kia đối xử với mình không đúng mức, mình sẽ buồn. Tại mình có mức. Thí dụ mình nói mình là cao vậy nè, nhưng mà người đó đối xử với mình không đúng mức, mình sẽ buồn. Hoặc là mình nói trời ơi, công sức tôi làm bao nhiêu việc cho người đó mà tới người đó tỉnh bơ, người đó thờ ơ, người đó không có một cái chút gì gọi là trân quý hết, cái mình buồn. Tại vì mình thấy có một cái sức, có một cái công sức mình trong đó mà người đó đối xử chưa tương đồng với cái sức của mình, tự nhiên mình buồn. Bây giờ mình phóng ra một ánh sáng vô biên quang, unlimited, boundless light. Mình phóng ra ánh sáng đó, cái mình nhẹ nhẹ, mình nương được một ánh sáng vô biên quang. Ánh sáng thứ hai, vô ngại quang. Ồ, tại sao vô ngại? Tại vì mình thấy có mình có ta, cho nên mình trở ngại. Hoặc là mình buồn rồi đó, mình tới không được. Thí dụ mình nói chị biết không, tôi đang lái xe quẹo vô bãi đậu xe rồi, tôi thấy cái bóng của nó tôi quẹo ra liền. Mới thấy cái bóng người ta thôi là ánh sáng mình lui rồi. Như vậy mình không phải là ánh sáng của vô ngại. Nếu mình là người đứng đắn, mình vô tư. Đây là một ngôi đạo tràng, ai cũng có thể đến tu tập. Nếu mình không có hợp duyên với người đó, đâu có nghĩa là cái duyên đó nó bẩn đi hết tất cả những cái duyên khác của mình. Tự nhiên chỉ vì một cái bóng dáng của người mình chưa hạnh phúc thôi là mình đã đi chỗ khác rồi. Như vậy mình đã thua cuộc. Ở đây không phải hơn thua gì, nhưng mà nói lên cái năng lực vô ngại của mình chưa đủ. Có nhiều khi mình làm cho người thân của mình, có bao giờ mình lo ngại gì đâu. Nấu cơm cho con ăn, nấu cơm cho chồng cho vợ ăn, nấu cơm cho chị cho em ăn, đâu có gì trở ngại đâu. Tại vì mình có được ánh sáng vô ngại, vô ngại quang. Chúng ta có ánh sáng vô đối quang. Vô đối quang là gì? Không có bị so sánh. Không có so sánh. Tại vì sao? Cuộc đời này chúng ta càng so sánh chúng ta càng khổ. Tại vì mỗi người có một năng lực. Thí dụ như mình nói cái người đó là nấu ăn, mình thì không nấu ăn nhưng mà mình rửa dọn, thì mình nói cái người rửa dọn không bằng người nấu ăn, cốn được. Mỗi người có một tầm quan trọng riêng. Tại vì nếu không ai rửa dọn thì mình nấu ăn ra ai dọn dẹp? Rồi bây giờ nói cái người tôi là người nấu ăn, tôi công tôi nhiều hơn cái người mua cũng không được. Tại vì họ là người để tịnh tài ra để mua sắm thức ăn, mình là người nấu. Thì thưa đại chúng, giống như một cái đạo tràng, mình có những cái nhiệm vụ. Thầy trụ trì, thầy tri sự. Thầy tri sự thì theo thường là tri sự là gì? Là người biết tất cả công việc, giống như cái người xử lý thường vụ của cái ngôi đạo tràng đó. Nhưng mà thật sự đấy, thầy trụ trì quan trọng hơn, đúng, nhưng mà thầy ít làm việc hơn thầy tri sự. Thầy tri sự là người điều đình, cho nên không có so sánh. Mẹ và ba không thể nói ai hơn ai, mà mỗi người có một thiên chức, có một nhiệm vụ. Cho nên cuộc sống chúng ta sẽ nhẹ nhàng nếu chúng ta giảm đi cái phần gì? So sánh. Cho nên mình sau phóng được một ánh sáng vô đối, không có gì sánh bằng, không có đối tượng. Và không đối tượng là gì? Tại vì mình có vô ngại, vô biên. Hồi nãy Pháp Hòa nói hai cái trước rồi đó, vô ngại, vô biên, cho nên mình vô đối. Chúng ta có một ánh sáng thứ tư, đó là Diệm Vương. Chữ Diệm là lửa, là nhưng mà vua của các ngọn lửa gọi là Diệm Vương. Và Diệm Vương ở trong kinh đó, chữ Diệm đó còn biểu tượng cho Niết Bàn. Tại vì sao? Tại vì các vị dùng một ngọn lửa của thanh tịnh như củi hết lửa tắt,
Trong kinh hay dùng cái từ lũi củi hết lửa tắt, nghĩa là biểu tượng cho một trạng thái bình an, không có khổ đau, không có ngại ngùng gì hết. Củi hết thì lửa tắt, một trạng thái bình an của nội tâm. Cũng giống như hôm nay xong việc, hết chương trình, chúng ta ra về, chúng ta ăn cơm, chúng ta nhận diện được hạnh phúc. Ngay giây phút đó chúng ta có được một ngọn lửa diệm vương của Niết Bàn. Cho nên cái sự vô ngại, không có chướng ngại, không có chướng duyên, đó là diệm vương. Cái ánh sáng thứ sáu đó là thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Là cái chỗ vắng lặng mà trong sạch. Ví dụ ở đây buổi sáng vắng lặng nhưng mà không khí rất trong sạch. Có những nơi vắng thì có mà trong sạch thì không. Tại vì sao? Ô nhiễm môi trường, không khí bị pollution. Thí dụ ha, ta bước vô cái nhà đó, ủa sao nhà này yên lắng quá ha. Nhưng mà yên lắng này đâu phải là yên lắng của hạnh phúc đâu. Tại ta đang giận nhau, không ai nói ta ai đó, mỗi người vô phòng hết trơn rồi. Thì cũng là yên lắng, nhưng mà cái yên lắng này nó tỏ ra một không khí lạnh lùng, giận dữ, hờn tủi với nhau. Nhưng có những nơi mình tới, mình cảm nhận được một sự yên lắng mà trong đó có sự thanh bình, có sự thanh tịnh. Quý vị thấy được hai cái yên lắng và nói không? Ví dụ như thỉnh thoảng ở nhà mình đó, vợ chồng giận nha, cái mỗi người một phòng, rồi tới giờ ăn cơm không ai ăn hết, rồi nhiều khi mình cũng làm bổn phận, mình xuống nấu mình để đó, rồi ai ăn thì ăn, phải không? Rồi mấy đứa nhỏ nó về, nó thấy sao cái cảnh trí này quen quen, thường xảy ra quá, nó cũng đi ra ngoài nó ăn. Như vậy trong nhà mình cũng là một cái không khí yên lắng đó chứ. Nhưng mà yên lắng này không thanh tịnh, yên lắng này ô nhiễm bởi hờn giận, bởi những cái phiền não trong đời sống của con người. Còn một ngôi chùa, một đạo tràng nó yên lắng, buổi sáng yên bình, buổi tối yên bình, nhưng trong cái yên bình đó nó toát ra một sự thanh tịnh, một sự an lạc. Hai cái yên lắng nó khác. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói yên lắng nội tâm nè. Có nhiều khi mình kiếm chỗ mình ngồi đó chứ, nhưng mà trong lòng mình rất là bình an. Thí dụ mình ra đây, mình ra bờ hồ mình ngồi, mình nhìn cái cảnh hồ thật là yên tĩnh, trong lòng mình thanh thản nhẹ nhàng. Nhưng cũng có những người yên lắng mà trong lòng này khổ đau, nhớ tới cái hình ảnh người đó đối xử với mình, đối với cái lời nói người đó đối xử với mình, nhớ tới đâu khóc tới đó, nhớ tới đâu buồn tới đó. Ta thấy mình sao ngồi góc nhưng mà hình như là mình đang bứt tóc, ngồi một góc bứt tóc, ngồi một góc cắn móng tay. Thế cũng là yên lắng đó, nhưng mà yên lắng này không thanh tịnh. Tại yên lắng này đang chất chứa nội tâm, đang khổ đau, đang phiền muộn lắng, nhưng mà trong lòng quá nhiều rối rắm, quá nhiều rối ren. Hai cái nó khác. Cho nên làm sao có được một ánh sáng thanh tịnh, là ánh sáng của không. Khi nào mình có được một cái sự yên lắng mà trong lòng thanh thản, không có phiền não, không có giận ai, không phiền ai, đó là mình biết rằng mình đang có thanh tịnh quay. Lúc đó mình có được một ánh sáng vui vẻ, hoan hỷ quang. Quý vị thấy có nhiều người, người ta làm mệt mà tống quạo, còn mình á mệt mới có một chút mà quạo. Thí dụ như quan hệ nhất là nó hết pin. Có nhiều khi mình làm một việc gì, mình làm bằng cái sự hoan hỷ. Khi mà cái niềm hoan hỷ mình có mặt á, người khác người ta cũng nhẹ nhàng, ta đến với mình, ta cần gì ta hoan hỷ, ta đến ta hỏi lắm. Bữa nào mà mình hơi ngầu ngầu một chút, thôi thôi tôi không dám hỏi đâu, tôi thấy sáng giờ có bộ lạnh lùng quá. Mặc dù tôi đang đói bụng lắm mà tôi thấy cả mâm đó mà tôi không dám tới hỏi. Tôi sợ chưa ăn bánh mì mà ăn lựu đạn. Tại vì sao? Sự quan hỷ mình không có. Cho nên á,
làm việc gì trong đời sống mỗi ngày, cái sự quan hỷ nó quan trọng, cái nét diện của mình quan trọng lắm. Tại người ta nhìn mặt người ta tới gần. Có bao giờ mình sống với nhau mà nhìn mặt nhau mà sống không? Việt Nam mình hay dùng cái từ vậy đó, sống mỗi ngày chứ nhìn mặt nhau mà sống mà. Bữa nào thấy vui vui mới dám nói chuyện, bữa nào thấy lạnh lùng thôi rút cho rồi đó. Thành thử ra mình biết rằng á, có nhiều khi mình nói tôi có làm gì đó đâu, tôi đâu làm gì, cái nét của tôi là thấy cũng muốn khổ rồi, nếu mà tôi làm nữa chắc chết không. Thành thử hoan hỷ quan cần có ánh sáng đó. Thứ tám, trí tuệ quan. Trí tuệ quan là gì? Là ánh sáng của trí tuệ. Như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, mình làm việc gì mình có sự suy tư, mình có sự quán chiếu. Con đời, đời người nó có, ai cũng có sự thông minh, nhưng mà có những thông minh sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác, nhưng mà có những thông minh sẽ mang lại khổ đau cho người. Có những người thông minh nhưng mà nghĩ ra mưu kế này mưu kế kia, lường gạt hay là hại người. Nhưng mà có những ánh sáng, người ta luôn luôn nghĩ ra được những cái phương cách để giúp đỡ cho người, tạo những phương tiện cho người, những hạnh phúc cho người khác. Nếu mà thật sự xã hội này, quý vị thấy mỗi ngày chúng ta được phục vụ rất nhiều những cái phương tiện, đó là từ đâu? Từ những người có sự tuệ giác, có sự thông minh. Hồi đó ở Việt Nam mình á, cái ghế tụng kinh ở trong chùa đơn giản lắm. Nó chỉ là một cái miếng gỗ rồi dưới này đóng thêm cái cây thôi. Cho nên nó mỗi lần tụng kinh xong nó chồng lại, nó kinh càng lắm. Sau này cái người ta nghĩ ra những phương pháp, những cái ghế kinh hay hơn, là người ta làm nó có cái có thể xếp lại. Cho nên tụng kinh xong xếp cái ghế bằng lại, một loại. Loại thứ hai là người ta bật vô bật ra xếp lại như một cái ghế ngồi, nhưng mà nó có những cái bản lề, cho nên xếp lại rất gọn. Rồi sau này ta làm thêm được cái ghế kinh nhựa, nó chồng lên như những cái ghế rất là gọn. Nội một cái ghế kinh thôi, nội cái ghế kinh thôi. Rồi bây giờ Pháp Hòa thấy người ta chế cái chuông, cái mỏ. Hồi đó chuông mỏ nằm rời, nhưng mà bây giờ có nhiều chùa có một thầy trụ trì đi đám cũng mình thấy à. Rồi vừa cầm microphone vừa sao tụng kinh, cái người ta chế ra có một cái miếng gỗ, để cái chuông, cái mỏ hai bên, ở giữa cắm cái dùi. Thầy chỉ cần đi đâu thầy xách bộ để đi theo đó. Thầy để trên bàn á, thầy thỉnh cũng được, tay cầm microphone tụng, tay chuông tay mỏ. Còn bây giờ họ làm thêm cái cây nữa, cầm trên tay về chuông mỏ chung luôn. Ở đây Pháp Hòa mới nói, Những cái sáng tạo mà người ta tạo cho mình một cái phương tiện. Ở bên Nhật á, người ta chế một cái khánh rất là hay. Cái khánh nhìn như cái chuông vậy đó, nhưng mà trên dưới này nó có cái cây á, bẻ cái cây bật ra bật vô, mà người ta chỉ cần lấy tay nhịp vô vậy nè, cái cây nó không có bung, cứ lấy cái gõ này mà gõ vô đây thôi, về này rất là tiện lợi. Thành nữa thưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ nói một cái việc trong chùa thôi. Bây giờ Pháp Hòa thấy cái sâu chuỗi niệm Phật bằng cái máy rồi nha. Họ chứa, họ làm cái cục trên này là số, ở dưới này là cái hộp. Chỉ cần lần về khỏi chuỗi, đeo vô ngón tay vậy nè, đeo vô ngón tay gọn vậy thôi, cái lần vậy là nó sẽ hiện lên số. Niệm ra đâu hiểu, trời ơi tôi niệm được 3.000 hiệu rồi, lần ô 5.000 hiệu rồi. Thật ra trên phương diện mà giúp cho người ta tăng trưởng cái năng lực, là mình thấy mình tinh tấn, mình niệm bao nhiêu hiệu cũng tốt. Nhưng mà cũng có trường hợp là cuối cùng niệm số chứ không niệm Phật. Pháp Hòa cũng hay chọc vậy đó, mỗi lần mà thấy cái máy đó, bác niệm số hay niệm Phật vậy? Tại vì bắt lần vậy, bữa nay con niệm 10.000 niệm rồi đó. Thật ra đó cũng là một hình thức chỉ cho người ta tinh tấn. Ở đây Pháp Hòa nói sự sáng tạo. Cho nên trong cuộc sống chúng ta ai cũng có ánh sáng của trí tuệ, nhưng mà ánh sáng đó chúng ta làm gì? Chúng ta tuệ giác của mình làm gì? Để chúng ta thực hiện những cái gì chúng ta làm lợi ích cho người khác. Có một ánh sáng nữa, đó là ánh sáng nang tư. Nang tư là gì? Nang tư quan là ánh sáng khó mà có thể suy lượng được. Tại vì ánh sáng này tuệ giác vô cùng, hoan hỷ vô cùng,
không thể lấy cái tư duy bình thường mà có thể tư duy được. Đó là ánh sáng của ai? Của những bậc làm việc lớn. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống của mình á, mình thấy ai làm việc gì á, mình hay soi mói, mình hay phân tích, mình hay đem ra để mình mổ xẻ. Thấy khiếp không? Vừa mổ vừa xẻ. Nhưng mà rốt cuộc cái việc làm đó không phải là việc của mình. Phong và ví dụ vậy nè, có một cái việc làm ở trong đạo, mình không phải là người trong đạo, cũng không hiểu đạo bao nhiêu, thì chúng ta khoan phân tích, suy lường, tại vì cái đó là việc làm của những người thẩm thấu được cái đạo lý. Mỗi người chúng ta có một việc khác nhau. Việc làm của người đời, người đạo nó không hết, tại vì người đạo đâu có hiểu chuyện ngoài đời. Nhưng mà việc ngược lại, có những việc trong đạo người đời hiểu không thấu. Cho nên mình khoan hả vội nói những gì mà theo cái suy nghĩ bình thường của chúng ta, mà chúng ta hãy để đó. Nhiều khi đó là việc nan tư, khó mà suy lường, khó mà chúng ta suy lường được. Nếu chúng ta lỡ chúng ta nói thì nó sợ và chúng ta phạm vào cái lỗi là không biết mà suy lường. Mà cái gì suy lường thì chưa phải là chín chắn bằng cái tuệ giác của mình. Cho nên gọi là mình phải có ánh sáng của nan tư quan, ánh sáng mà khó suy lường được, của những bậc đạo đức, có những bậc làm, có những việc làm mà người ta, mình lấy cái tâm thường của mình so lường không được. Nhờ mình tu tập như vậy, đời sống của chúng ta liên tục. Ở đây buổi sáng, thường thường trong chùa các thầy các cô mới vào tu ai cũng học một số các bài kệ. Thí dụ ngủ dậy, vừa mở mắt ra thôi, vừa mở mắt kêu có bài kệ liền. Bài kệ mở mắt, bài kệ bước xuống giường, bài kệ bước chân đi, thậm chí có bài kệ mang dép. Thấy không? Rồi bài kệ đi vào trong nhà vệ sinh, bài kệ mở nước, bài kệ đánh răng, bài kệ rửa mặt, bài kệ mở đèn. Thì nếu như mà mình luôn luôn thuộc kệ và tất cả mọi việc làm mình đều mình đọc một bài kệ, thì mình không có bị mất chánh niệm, tới tâm tư mình không nghĩ ra chuyện khác. Lúc nào mình cũng nhớ những cái câu pháp ngữ đó, giúp cho mình liên tục, gọi là gì? Cái này gọi là bất đoạn. Ánh sáng này không có bị đứt đoạn. Có nhiều khi mình tu á, có khi á, thì tinh tấn dữ lắm, trời đi chùa gần như mỗi ngày vậy đó, tự nhiên có dạo làm biếng cả năm không thấy mặt, ở nhà thì bữa tụng bữa không. Có nhiều khi ăn chay á, nói thôi thôi con không dám phát nguyện đâu, con phát nguyện rồi lỡ không ăn cái tội, thôi kệ để tùy duyên đi, bữa nào tiện ăn, mà không thấy bữa nào tiện hết. Tại vì sao? Bữa nào cũng tiện đồ mặn hết trơn. Cho nên mình ăn chay mình phát nguyện để chi? Để mình tạo điều kiện ăn chay. Phong vào ví dụ, bữa nay mấy? Bữa nay 13 âm lịch nè, ngày mai 14 có ai ăn chay không? Ngày 15 ăn chay phải không? Thì mình biết rằng ngày mai 14, 15 mình ăn chay, thì mình sẽ tạo điều kiện nấu đồ ăn chay, nấu thức ăn chay. Mình không tạo điều kiện mua thức ăn mặn, tại vì mình biết rằng 2 ngày tới mình không sử dụng tới, mình sẽ ăn chay, cho nên mình sẽ đi chợ mua thức ăn chay. Như vậy thì khi mình phát nguyện ăn chay, nó có cái hay là mình sẽ cố gắng tạo cái duyên để nó trợ cái duyên ăn chay của mình, bằng cách là mình đi chợ mua thức ăn chay. Bây giờ phát nguyện nè, mỗi tối con nguyện tụng 15 phút tụng kinh. Nhờ mình phát nguyện như vậy cho nên tối nào ăn cơm tắm rửa rồi phải thu xếp thời gian để mình thực hiện cái tâm nguyện tụng kinh của mình. Như vậy thì phát nguyện để làm gì? Phát nguyện để chúng ta cố gắng tạo cái duyên cho cái nguyện của mình được thực hiện. Cho nên mình mà nói rằng là thôi đừng có hứa gì hết á, làm được cái gì làm, ít khi nào mình làm lắm, tại mình có hứa gì đâu. Mà cõi đời này á, cái điều kiện mà bất thiện, cái điều kiện mà lôi mình nó nhiều lắm. Điều kiện thí dụ bây giờ nè, mình ăn chay, bây giờ so ra nhà hàng chay mặc dù có, nhưng mà làm sao nhiều bằng nhà hàng mặn.
nhàn mặn mới nhiều chứ. Thì như vậy chúng ta nguyện ăn thì chúng ta sẽ tìm tới chỗ đó. Chúng ta nguyện tu thì chúng ta tạo duyên tu. Cho nên chúng ta nguyện tạo một cái gì thì chúng ta tạo cái duyên đó. Vì vậy cho nên cố gắng làm sao để chúng ta có được một cái duyên bất đoạn. Bất đoạn là không có bị gián đoạn, mà chúng ta cần phải có sự liên tục. Cho nên tu hành phải tinh tấn. Không tinh tấn là giải đãi. Không tinh tấn là giải đãi. Chứ phải có một ánh sáng của liên tục, của bất đoạn. Mình phải có một ánh sáng gì? Vô sưng. Làm tất cả việc mà không bao giờ có một ý tưởng khoe khoang. Có gì đâu khoe, phải không? Ăn chay cũng là ăn thôi. Bây giờ mình đổi món ăn. Cho nên người ăn chay không bao giờ chê trách người ăn mặn. Nếu có là khuyến khích. Bây giờ trường hợp hai nè, hai việc ha. Một người mình ăn chay, mình chê người ăn mặn, thì chứng tỏ là mình không khuyến khích họ. Cái người mình nói, thôi anh ăn ngay mặn, nhưng mà ngày mai anh ăn chay với tôi nửa ngày được không? Mình khuyến tấn người ta, tại vì người ta chưa làm được. Mình không có chê, mình chê là mình đẩy ta ra luôn. Cái này chưa phải là tâm hạnh của người Bồ Tát, con Bồ Tát là phải khuyến tấn. Bây giờ người ta ăn nguyên ngày không được thì mình xin ăn nửa ngày. Và chẳng những vậy, chúng ta học nấu chay cho ngon, để làm sao hấp dẫn được cái người ăn mặn mà người ta ăn chay theo mình mà người ta không thèm. Mình phải thông cảm cho người ta, tại người ta chưa quen, chứ người ta đâu muốn. Người ta cũng muốn tập ăn chay, có thể người ta chưa quen, hoặc người ta chưa hiểu được cái ý nghĩa. Cho nên thay vì chê là mình đẩy người ta ra, còn mình khen, mình khuyến khích thì mình đem người ta vào đó. Bây giờ quý vị đơn giản là con mình nè, mình chê nó mỗi ngày thì mình sẽ thấy nó tệ hơn, nhưng mình khuyến khích nó mỗi ngày thì mình thấy nó sẽ cố gắng. Con thương mẹ, con tắt game, con làm bài nửa tiếng đi, con đọc sách với mẹ nửa tiếng đi. Mình kêu nó một tiếng nó chưa làm được, nhưng mình bỏ phế là nó hư. Mình bỏ phế là nó hư, mà mình la nó hoài thì nó cũng không xong. Bây giờ chỉ còn cách gì? Khuyến khích. Khuyến khích. Con tắt cái game đi, con ra đọc sách với mẹ nửa tiếng nha. Con ra ngồi ăn cơm với mẹ một chút. Thay vì nó bưng tô cơm nó vô phòng nó ăn, nó vừa chơi game nó ăn. Rồi mình mở cửa, mình chửi, mình bới, mình la đủ thứ, không quên. Mình bỏ phế nó cũng không được, la nó cũng không xong, chỉ có khuyến khích thôi. Bản thân mình cũng vậy. Thí dụ mình không đi chùa, mà nếu một người nào đó nói, bà đó ha, anh đó ha, không đi chùa là tội lỗi lắm, nói như vậy là không bao giờ mình kêu ta đi chùa được đâu. Mình khuyến khích người ta. Bữa nay chùa có lễ nè, sinh nhật của Phật. Nói lễ Phật đản ta không biết đâu, nói luôn sinh nhật của Phật. Rồi từ đó ta mới biết cái lễ Phật đản là gì, chứ bình thường mình nói chữ Phật đản ta đâu có hiểu. Hôm nay sinh nhật của Phật, tôi đi chùa, anh đi với tôi nửa ngày nha, chị đi với tôi nửa ngày. Mình khuyến khích. Người ta chưa sám hối, mình đi sám hối không? Tôi tội lỗi gì sám hối. Có nhiều vị ta cũng suy nghĩ vậy đó. Tôi đâu có tội lỗi gì đâu sám hối. Dạ không, cái lễ này lễ mình hướng tâm. Mình lỗi thì có nhiều cách, vô tình có, cố tình có, quá khứ có, hiện tại có, phải không? Thành tử ra mình đi tụng kinh tâm cho nó thanh tịnh. Quan trọng là cái cách khuyến khích của mình, chứ không phải chê. Chúng sanh nào cũng vậy thôi, mình bản thân mình cũng vậy. Ai chê mình sẽ đi luôn, còn ai khuyến khích mình sẽ có mặt. Cho nên á, cái tinh thần của Phật pháp là tinh thần khuyến thỉnh, chứ không có chê trách là đẩy lui. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta phải có một ánh sáng của vô sưng. Vô sưng nghĩa là không khoe khoang, nhưng mà luôn luôn tạo điều kiện và mở lòng đối với tất cả chúng sanh nào họ chưa được cái chỗ đó. Quý vị không thấy chư Phật Bồ Tát sao? Các ngài lân mẫn chúng sanh bằng nhiều cách. Bằng chứng nè, bình thường biểu tu không tu đâu, nhưng mà khi người ta có nạn mình biểu người ta tu tới đâu người ta tu hết á. Cho nên trong phẩm Phổ Môn, thấy không,
Người nào muốn cầu con trai con gái niệm Quan Âm Bồ Tát. Nhưng mà có những người ta đâu có nhu cầu đó, ta có nhu cầu đi tìm vàng bạc chân trâu, gặp la sát quỷ dữ niệm Quan Âm. Thật ra cái ý nghĩa sâu sắc của mỗi cái lời đó nó sâu lắm. Cầu con trai nghĩa là cầu trí tuệ, cầu con gái là cầu cái hạnh đức. Con trai là tượng trưng cho trí tuệ, con gái là tượng trưng cho đức hạnh. Nghĩa là người nào muốn có trí tuệ, muốn có đức hạnh thì người đó trở về tu tập. Chữ niệm là nhớ nghĩ, Quan Âm là chúng ta trở về với đức tánh từ bi để thể hiện được đức hạnh trí tuệ của mình. Nhưng kinh điển thì dùng cái từ là nam và nữ. Người nào muốn cầu trân châu mã não, đức là tượng trưng cho cầu những cái quý giá trên đời. Nhưng trong cuộc đời này đâu có làm gì dễ đâu. Trên đường mình đi, Phong và ví dụ á, nếu ở chỗ đó người ta biết có cái mỏ hột xoàn, người ta có để tới riêng mình không? Thôi đừng nói hột xoàn hen. Đây, lái xe đi đi shopping nè. Lái đi vòng vòng thì tìm cái bãi đậu xe gần nhất. Tới hồi quẹo vô ngay cửa luôn. Quẹo vô đụng ngay cái bảng handicap. Phải lui ra thôi. Nếu mà dễ dàng đậu vậy đâu phải tới phiên mình. Một cái đơn giản là trong cuộc đời này nổi cái bãi đậu xe những cái chuyện bình thường thôi, huống chi những cái gì nó cao quý hơn. Ở đây muốn nói trong cuộc sống hàng ngày, chắc chắn mỗi ngày chúng ta đều gặp khó khăn. Đi làm chỗ nào cũng có la sát quỷ dữ hết. Quan trọng là chúng ta nhìn lại, ví dụ sắp sửa gây với nhau thì suy nghĩ lại, ủa mình chị em với nhau vô đây kiếm sống, đâu có kiếm chuyện. Thôi à, người nào kiếm chuyện thì mình ráng nhịn đi, tại vì hai người kiếm chuyện còn chuyện gì đâu để kiếm. Thôi nhịn, một người nhịn, chị đó kiếm chuyện mình ráng nhịn kiếm tiền. Mình nhịn được đó là trân bảo của mình, mình nhường được đó là trân bảo của mình. Còn mình nói ra không bao giờ có trân bảo. Có bao giờ lời nào mình nói ra mà nghe nó hay mà lúc giận đâu. Hiểu ý không? Cho nên lúc mình nhịn được đó là trân bảo của mình. Mà làm sao mình nhịn được? Vì mình trở về với đức Quán Âm. Quán là quay trở về, nghe được tôi đang giận. Âm là âm thanh đó. Âm thanh lúc này là tôi đang giận. Tôi nói ra là sẽ những lời giận. Mà nói ra hồi không có hột xoàn mã não mà toàn là đá sỏi không, chọi nhau lỗ đầu. Thôi một người kiếm chuyện, mình ráng nhịn kiếm tiền. Một người không bao giờ nhường ai, mình ráng nhường. Theo thiếu một người cũng không sao. Sống với nhau á, mà ai cũng khởi cái tâm, mình đến đây trong cuộc đời tạm bợ này, mình đi tìm kiếm tiền để sống thôi. Chứ tiền nhiều cũng đâu có xài hết ngày đó đâu. Ngày nào ai bạc triệu chứ cũng hà tiện chứ, phải không? Mà xài cũng chừng mực chứ, đâu có ai mà xài dữ vậy. Cho nên thôi kệ, nhiêu cũng đủ. Mình biết đủ là cuộc sống mình nó tạm ổn. Cho nên trong kinh Phổ Môn, Phẩm Phổ Môn nói đi tìm trân bảo, gặp dạ xoa la sát, niệm Quán Âm thì mình liền đi vào được chỗ cạn, chỗ đó đó. Cái người bạn đối tượng của mình bây giờ là dạ xoa la sát đó. Mà nếu mình sực dạ xoa la sát nữa thì dạ xoa la sát này hai người cùng dạ xoa la sát với nhau. Cho nên có một vị đó đọc Phẩm Phổ Môn đó, đọc tới chỗ đó vô hỏi một hòa thượng, bạch hòa thượng, con đọc Phẩm Phổ Môn tới cái chỗ mà gặp quỷ dạ xoa la sát, vậy con xin thưa hòa thượng, dạ xoa la sát là gì? Cái hòa thượng đấy ngu như vậy mà cũng hỏi. Cái ông trợn mắt, ông nói ngu gì ngu. Ông nói, hòa thượng nói, ông thấy dạ xoa la sát chưa? Ông chắp tay cúi đầu, dạ con thấy rồi. Dạ xoa la sát là khi người ta nói mình sốc mình mà mình bị mắt trợn, rồi răng, rồi mặt của mình biểu lộ, giây phút đó là dạ xoa la sát. Cũng giống như cái người kia hỏi, bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ cho con thiên đường và địa ngục. Thì hòa thượng mới tán ông này bạc tay. Ông rượt hòa thượng đánh. Thì hòa thượng nói mô Phật địa ngục tới rồi. Thì cái ông này ông giật mình. Ông giật mình, ông được hòa thượng khai thị địa ngục rồi. Ông nói mô Phật con sám hối hòa thượng.
con sám hối hòa thượng, hòa thượng nói mô Phật thiên đường tới rồi. Thiên đường địa ngục là vậy đó. Thiên thính tịch vô âm, trời lấy tai nghe không có tiếng, thiên thính tịch vô âm. Thương thương hà xứ tầm, mờ mờ biết tiệm đâu. Phi cao diệt phi viễn, không cao cũng không xa, đô chỉ tại nhân tâm. Nó nằm ngay trong lòng người mình, đó là thiên đường. Cho nên mình vẫn có ánh sáng của vô xưng. Cuối cùng gom hết tất cả ánh sáng đó lại, vô biên quang, vô ngại quang, vô đối quang, diệm vương quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, trí tuệ quang, nan tư quang, bất đoạn quang, vô xưng quang. Mình có được gì? Siêu nhật nguyệt quang. Siêu nhật nguyệt quang là mình siêu việt ánh sáng này, siêu cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng. Siêu nhật nguyệt mà, nhật là mặt trời mà trăng là mà nguyệt là mặt trăng. Ánh sáng này hơn cả ánh sáng mặt trăng mặt trời, vì vậy gọi là diệu quang. Pháp Hòa giải thích tên chùa đó, diệu quang đó. Một chữ diệu thôi mà phóng ra 12 ánh sáng. Cho nên diệu là gì? Là vi diệu, là thù thắng, không có gì bằng. Mà muốn có được chữ diệu đó, mình phải nương vào những ánh sáng này. Bây giờ một lượt 12 quang hơi khó phải không? Mỗi lần mình gặp chuyện gì, mình lấy một quang ra mình sống. Đó, ví dụ như nãy ai một người nhỏ hơn mình làm một cái điều không đúng với mình, cái mình phóng ra ánh sáng gì? Ánh sáng vô biên quang. Thôi mình người lớn mà, buồn người nhỏ làm chi? Nó đáng con đáng cháu mình, thôi kệ, hỷ xả cho nó có phước. Đó là vô biên quang. Đó là vô. Rồi sao vậy? Mình không có thấy ngăn ngại giữa lớn và trẻ. Quan trọng là ở cái chỗ tuệ giác thôi, gọi là vô ngại quang. Quý vị nào ở đây mà đọc kinh A Di Đà đó, mỗi lần tụng xong cái lại này nè, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Biên Quang Như Lai, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Ngại Quang Như Lai, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang Như Lai. Đọc suốt cho tới câu cuối cùng là Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Thì hôm nay Pháp Hòa giải thích 12 ánh sáng đó mà Phật nào cũng có, mà không phải Phật có mình chưa có. Mình chưa có, nhưng mà mình có không? Có, bằng cách là mình nương, mình nương ánh sáng đó. Mình chưa có nhưng mà ráng nương ánh sáng đó là sẽ có. Pháp Hòa ví dụ, một hôm nào mình lái xe hay là mình đang đi bộ, người mình không có đèn pin, mình chỉ có hai mắt thôi, mà hai mắt mình đâu có sáng dữ vậy, nó đủ sáng để nó nhìn ánh sáng khác mà nó đi thôi. Cho nên mình thấy đèn đường đi tới đó cái mình nhìn lái theo. Như vậy con mắt mình cũng là ánh sáng, nhưng mà ánh sáng của mình là ánh sáng của con người. Ánh sáng đó là chưa nói lúc mắc bệnh nữa nha, nếu mà bệnh là còn màu dữ nữa. Còn ánh sáng này bình thường thôi, ánh sáng con mắt, nhưng có thể tới chỗ đó vì có cái ánh sáng kia nó sáng hơn là đã đèn đường. Rồi mình nương cái ánh sáng đó, mình đi tới được chỗ kia. Mình cũng như thế, chúng ta chưa đủ tuệ giác, nhưng chúng ta có đủ cái tâm tư, cái tâm nguyện, cái tâm hạnh. Chúng ta nương vào ánh sáng của Phật, của Bồ Tát chúng ta tu. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình ăn chay không quen, thấy bạn bè nào ăn chay trường đó, nương cái vị đó ăn. Mình thấy người kia ăn 10 ngày mình ăn chưa được, nhưng nếu mình nương người kia mình sẽ qua được 10 ngày chay. Rồi mình không biết nấu ăn, nương cái người biết nấu ăn. Mình không biết tụng kinh, nương cái người có giọng tụng tốt. Như vậy rõ ràng trong cuộc sống của mình, tôi không có xe,
chị có đi ngang đó, chị cho tôi quá gian leo xe người ta đi chung. Tôi biết lái xe mà tôi không biết đường, anh lái trước tôi lái theo. Như vậy rõ ràng trong cuộc sống mình có nương nhau không? Có. Như vậy thì ai cũng có những tuệ đó. Chúng ta lấy cái ánh sáng chúng ta nương với nhau. Mình chưa đủ sáng nhưng không có nghĩa là tối tăm. Mình đủ sáng để nhận định người kia sáng hơn mình. Mình đủ sáng để mình biết rằng đó là ánh sáng tốt để mình nương theo. Thưa đại chúng, khi người nào sắp mất, chúng ta đến khai thị, chúng ta nhắc nha. Thí dụ mẹ ba mình đi, ba ơi ba nhớ nương vào ánh sáng của Phật. Ánh sáng của Phật trong sạch một màu. Mình để tay trên đỉnh đầu, Phật đang ngự trên đỉnh đầu của ba nha. Ba theo Phật nha. Tại vì người sắp mất gọi là lâm mạng chưa có chung thời. Bốn chữ lâm mạng chung thời nghĩa là cái thân mạng họ đang lâm vào cái giờ phút tuyệt, gọi là chấm dứt, gọi là lâm mạng thôi. Khi nào họ trút hơi thở cuối cùng, chúng ta gọi là chung thời. Chữ chung là hết, là kết. Nghĩa là chung thời là giây phút kết thúc, nhưng người ta còn thở hơi hớp. Cái thân mạng họ đã lâm vào cái giờ phút nguy kịch, không còn mấy phút nữa đâu. Giây phút đó tâm lý bàng hoàng, tiền lộ mang mang. Tiền lộ tức là đường trước, mơ màng không biết phải đi đâu. Vị tri hà vãn không biết sẽ đi đâu. Rồi con cháu phải xa lìa, chưa nói của cải, chưa thanh toán xong, bao nhiêu thứ còn đang bấn loạn trong lòng họ. Có một ai đó định tâm cho họ: đạo hữu, Phật tử đừng lo nữa, buông xả hết. Bây giờ đạo hữu phải nương vào ánh sáng trong sạch của Phật nha. Đạo hữu nhớ Phật đang ngự trên đỉnh đầu. Nếu mình không có ai khai thị, mình tự khai thị cho ba mình, cho người thân mình khi người đó sắp mất. Đặt tay trên đỉnh đầu họ, niệm Phật và nói với họ: Phật ở đây nè. Đó là mình chỉ cho họ một cái lối đi thôi. Nhưng mà cái lối đi thượng cao nhất, thượng nhất. Tại vì giờ phút đó họ không biết đường để họ đi. Cho nên hồi ngày hằng ngày chúng ta sống, tại sao chúng ta phải quy pháp? Là vì chúng ta chọn một con đường để chúng ta đi. Đó là con đường của chánh pháp, của chân lý, của lẽ thật. Không đi đường khác, chỉ đi một đường chánh pháp. Cho nên hằng ngày mình tập thành một cái tập nghiệp, để khi lỡ mình có mất bất tử, con đường này nó vẫn có mặt cho mình. Thấy không? Con đường xưa ta đi, con đường đó là con đường của chánh pháp. Còn ai mình khai thị được cho người đó tốt, nhưng chính bản thân mình phải có một con đường cho chính mình. Đó, con đường đó là con đường của chánh pháp. Cho nên mỗi ngày tụng kinh xong, con về nương tựa pháp, con đường của tình thương và hiểu biết. Con đã nương tựa rồi, về nương tựa pháp rồi, về nương pháp trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính sớm mở lòng bồ đề. Về nương pháp trong con, xin nguyện cho mọi người thấy được cái đường của mình đi. Cho nên mỗi ngày chúng ta quy Phật, quy pháp, quy tăng. Có ngày nào tụng kinh mà không tự quy y đâu. Còn hôm nay quý vị phát nguyện quy y một lần trong đời, đó là nương tựa tam bảo thế gian, tượng Phật. Tượng Phật là thế gian Phật bảo, quyển kinh là thế gian pháp bảo, các thầy đang sống trong đời sống tu tập chúng ta là thế gian tăng bảo. Trước hết chúng ta phải có cái đó, tu phải nương tựa ba cái bên ngoài trước, rồi từ từ lần về bên trong tự quy y. Ngày quy y là mình nương tựa Phật pháp tăng, nhưng mà cuối cùng mỗi ngày con phải trở về nương tựa Phật pháp tăng trong con. Cho nên ngày nào cũng tụng tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y tăng. Hôm nay Pháp Hòa về thăm chùa Diệu Quang sau hơn một năm xây dựng, để cho đại chúng có được một cái ý nghĩa hai chữ Diệu Quang, tên của chùa đây. Nhưng mà cũng là
cái chúng ta cần nương tựa mỗi ngày. Mỗi người trong chúng ta sẽ có một ánh sáng khác nhau. Nếu chúng ta là người có tuệ giác, không khinh ai hết, không xem thường ai hết, mà phải thấy rằng mỗi người có một ánh sáng chúng ta cần nương tựa. Pháp Hòa ví dụ nè, Pháp Hòa thì tạm thời nha, quý vị cho Pháp Hòa là người giảng pháp giỏi đi, nhưng mà Pháp Hòa ăn, Pháp Hòa phải nương tựa một cô nào nấu ăn chứ. Như vậy mình giỏi mặt này, mình phải nương người khác mặt khác, phải không? Mình là mẹ, mình nói gì con mình cũng nghe hết á, nhưng mà đi đâu phải nương con. Không có nó ai chở, không có nó ai dẫn mình đi. Mình là người có tiền nhưng vẫn phải nương bác sĩ. Mình là người khỏe mạnh nhưng thỉnh thoảng cũng phải nương miếng thuốc cảm, thuốc nhức đầu. Đây là một vài ví dụ thôi. Như vậy thì trong đời sống chúng ta, mỗi người sẽ có một ánh sáng, và chính tự thân mình cũng đủ 12 ánh sáng đó nếu mỗi việc chúng ta phóng ra. Ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, bữa nào mình buồn nhà mình cái mình không muốn gặp ai hết đó, mình đóng cửa trong phòng mình đó, mình nói ồ vậy là nãy giờ nhà mình nó tịnh mà nó không thanh. Thôi bây giờ mình đi ra với một tâm hồn trong sáng. Giận thì giận mà thương thì thương, vẫn phải nấu ăn, vẫn phải dọn dẹp nhà cửa, vì đó là bổn phận của mình. Giận ba cái con đói, kỳ quá à. Không đẹp, phải không? Giận ổng mà sao bỏ con. Cho nên đi ra ngoài nấu ăn, chơi vui vẻ với con. Bây giờ ánh sáng giữa mình với người kia đang lu mờ, nhưng mình ánh sáng với người khác vẫn còn chứ. Tự nhiên cuộc sống của mình nó vẫn luôn luôn bất đoạn. Quý vị nhớ là không vì giận một người này mà mình đoạn cái khác nha. Chúng ta luôn luôn không có đoạn đâu, mờ thôi. Thử ổng xin lỗi cái què liền. Hình thứ sao đoạn được, chẳng qua là giống như cái đèn dim á, lâu lâu nó bấm mờ xuống chút vậy, chứ ổng là ổng bật sáng lên là bình thường trở lại à. Chỉ cần một lời xin lỗi, chỉ cần một lời giả lả, làm mọi thứ nó bình thường. Cho nên trong tâm tư mình có hoan hỷ, có thanh tịnh, có trí tuệ, có vô ngại, có vô biên, có vô đối, có vô xung, thì mình có diệm vương, thì ánh sáng này luôn luôn tỏa sáng siêu nhật nguyệt, siêu ánh sáng của mặt trời, siêu ánh sáng của mặt trăng, và mình trở thành một diệu quang. Và thưa đại chúng, trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Diệu Quang đó là một hóa thân khác của Đức Văn Thù Sư Lợi. Nhớ không? Diệu Quang đó là ngài trong cái phẩm mà kể lại cái chuyện xưa đó. Thấy không? Cái người cầu danh là Di Lặc. Còn cái người mà nương vào ánh sáng và tu tập đó, hướng dẫn đó là ngài Diệu Quang Bồ Tát. Mà Diệu Quang Bồ Tát chính là hóa thân của Văn Thù. Như vậy thì tại sao Diệu Quang với Văn Thù là một? Tại vì quang là sáng, mà Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ. Chỉ có người có trí tuệ mới phóng ánh sáng vi diệu được như vậy. Chỉ có người có trí tuệ mới phóng được ánh sáng vi diệu như vậy. Thôi thì hôm nay buổi sáng này Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng qua một cái buổi nói chuyện về 12 ánh sáng của Đức Phật, mà không phải chỉ Phật mới có, mà tự thân chúng ta cũng sẽ có thể nương vào mọi ánh sáng đó mà chúng ta phóng quang, chúng ta tu tập, chúng ta sống trong đời sống hàng ngày. Tự thể chúng ta sẽ làm cho mình tươi mát, tỏa sáng nhờ cái cách sống của chúng ta. Có nhiều khi mình đi tới một nơi nào đó, tự nhiên mình tỏa sáng, mình đâu có nói gì đâu, đâu làm gì, nhưng mà ta nhìn mình, ta có một cái sự lân mẫn, quan tâm. Tại sao? Tại vì mình luôn luôn sống bằng thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, trí tuệ quang, vân vân, để chúng ta tỏa sáng. Mà nó vi diệu lắm, không có cần phải khoe, không cần phải nói gì hết, mà người ta cảm nhận được. Cho nên gọi là hào quang. Biết chữ hào là gì không? Hào là nhuyễn. Chữ hào là từng sợi rất là nhuyễn. Ánh sáng đó rất là nhuyễn, rất là mịn màng, cho nên gọi là hào quang.
Cho nên ai mà làm hào quang cho Phật á, nhớ làm ánh sáng Phật phóng quang bằng cái ánh đèn á, nhẹ nhẹ thôi. Trời ơi, mua mấy cái đèn Christmas về gắn chớp chớp giống vậy, nó không phải hào quang. Cái đó là đèn Noel. Ánh sáng của hào quang á là ánh sáng nhẹ nhàng lắm, nhuyễn lắm, không có biểu lộ nhưng mà nó vẫn phát sáng. Người mình cũng vậy, mình không khoe khoang nhưng mà nó vẫn tỏ lộ ra được cái sự nhẹ nhàng bình an ở nơi mình. Chữ hào là vậy đó, hào quang chiếu rạng mười phương. Hào là từng cái sợi rất là mịn màng, rất là nhuyễn, không có lè lẹt, không có phóng một cách mà rực rỡ như vậy. Cho nên ai làm hào quang nhớ đừng có làm mấy cái hào quang mà chạy giống như cái đèn lô tô vậy. Không phải. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng có buổi sáng an lạc.